Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại bạn Bon. Bạn đã có 3 tác phẩm ở trên kênh chúng ta rất là hay: Họa Thi, Ước Nguyện Cuối Cùng và Ma Ám Nhà Bà Đồng Nát. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé. Ngày hôm nay bạn ấy gửi đến cho chúng ta một tập truyện ngắn hơi hướng tâm lý xã hội, Hồn Sâu Xác Bướm. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Ánh lửa phừng phực cháy, tàn tro và khói đen tung hoành ngang dọc tàn bạo. Xung quanh biệt thự được bao bọc bởi tường lẫn hàng rào kiên cố, tất cả đều bị khóa kín, chẳng chừa cho ai trong nhà một con đường thoát thân, ngoài việc leo lên hàng rào xanh đã được gắn chằng chịt gai nhọn bằng sắt. Mà giống biệt thự cũng được xây dựng cách xa nhà hàng xóm để có không gian yên tĩnh. Vì thế nên trong một khu thoáng, cả khu nhà đang chìm trong giấc ngủ say, không một ai phát hiện ra đám cháy lớn ấy. Trong sân là tiếng khóc nỉ non của hai cặp vợ chồng già nua, văng vẳng, ai oán. Bên cạnh hai người là xác chết máu me đầm đìa, chẳng còn có thể dùng mắt thường để nhận dạng là ai. Cách đó khá xa, một thân ảnh người con gái hiu quạnh đứng nhìn với gương mặt xinh đẹp, lạnh tanh, không để lộ ra quá nhiều biểu cảm. Hai mắt hạnh to tròn của cô gái được ánh sáng trăng đêm và ánh lửa đang xen hắt lên, càng toát lên nhiều oán hận sâu cay, ngút ngàn. Đôi môi tô son đỏ mím chặt, chợt hé mở. Tiếng cười của cô gái vang lên trong đêm, vừa nhẹ mà cũng vừa bi thương, khiến cho cặp vợ chồng già nua giật nảy mình sợ hãi. Họ đưa cặp mắt mở to của mình nhìn chằm chằm về phía cô gái, lắp bắp nói như gặp phải ác quỷ vừa mới ngôi lên từ địa ngục tu la. Mày Cô gái kia không nói, chỉ đưa cánh tay dài khẳng khiu, ôm bụng nắc nẻ cười một trận lớn, cười nhiều đến nỗi nước mắt trên khóe mi cũng chảy ra. Dừng lại đi! Tiếng một chàng trai yếu ớt vang lên. Sau đó một bóng người trên thân mình rướm máu do gai nhọn gây ra, từ bên mé nhà cháy loạn choạng chạy đến. Anh ta nhìn về phía cô gái, run rẩy đưa tay như muốn đi tới níu cô lại, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Những tiếng động lớn vang lên chát chúa, căn biệt thự vốn nguy nga tráng lệ từ từ bị sức nóng thiêu cháy mà dần sập xuống từng mảng. Cát, bụi, tàn tro, bóng lửa bay lắc in bóng hình bốn người đối chọi nhau như mối hận nhiều năm chưa từng được tẩy sạch. Không thể nào như vậy được! Tiếng thét đau đớn của hai vợ chồng già vang lên. Từ mắt cá chân của họ mọc ra mấy đóa hoa đỏ màu máu. Chúng nhe răng gặm nhắm máu thịt của họ, rồi từ từ bén rễ lên thân thể, lên tay, lên mặt, khiến cho hai người kia đau đớn gào thét. Trong mắt họ không còn nhìn thấy duy nhất bóng dáng cô gái váy đỏ đó nữa, mà họ còn nhìn thấy cả hồn ma của một người đàn bà. Bà ta nhe hàm răng nanh lởm chởm, nhọn quắc, nhìn hai người đang dần bị huyết nhân ngải ăn mòn. Với một nỗi vui sướng tột độ mà cất cái giọng âm u nói. Giọng nói kia lây lan như ngọn lửa, lọt vào tai hai kẻ già sắp chết như một đòn chí tử. Ông Tân, bà Hân, lâu rồi không gặp. Tôi đến trước hai người xuống cùng đây. Hai người biết không, tôi đợi ngày này lâu rồi. Nợ máu mấy chục năm,
đã đến hồi nhà hai người trả mạng cho tôi. Giao mạng ra đây. Dứt lời, tiếng cười ma quỷ lại được dịp khởi khúc. Tiếng hét thảm thiết lại vang lên. Thân thể hai người già nua vì đau mà run rẩy. Đáy mắt hai người gần như tuyệt vọng. Dù có cố thế nào đi nữa, bất quá cũng không cản được những đóa hoa ngải đỏ mọc lan toàn thân. Đừng, đừng mà, dừng lại đi. Chàng trai hốt hoảng chạy lại ôm hai thân xác già nua đã gần chết co quắp trên đất. Nước mắt u sầu rơi đầy trên gương mặt tiều tụy. Cô gái váy đỏ cười nãy giờ mới được dịp im lặng. Ánh mắt dưới tầng mi dày khẽ động, cuối cùng là cứng ngắc, há miệng đáp. Giọng nói phát ra khàn đặc đến khó tin. Tại sao tôi phải dừng lại? Nợ máu chưa trả hết, tại sao phải dừng lại? Đủ rồi, nợ máu này một mình anh gánh. Em giết anh đi, giết anh đi. Chàng trai ngẩng đầu, đôi mắt tan trả giữa những ánh lửa, khản giọng mà khẩn cầu, van xin người mà anh yêu dừng tay lại. Cô gái nhìn vào ánh mắt ấy của chàng trai, bỗng nhiên ý thức được cái gì đó mà thản thốt lùi lại. Gương mặt gần như méo xệch đi, sững sờ như không tin mà thốt lên: Sao anh lại ở đây? Chàng trai không đáp, chỉ thấy khóe miệng từ từ rỉ máu ra. Anh ta cụp mắt xuống nhìn chân mình. Quả nhiên, trên chân của anh ta từ khi nào đã mọc ra những nhánh hoa màu đỏ sẫm. Đẹp thế mà lại bị câm. Còn có mệnh xác tinh, mới được rước về nhà họ Trần chưa bao lâu đã sát cho ba nhà gần nhất có tàn. Đó chẳng phải điểm xấu sao? Đúng là sao chổi mà. Tiếng của mụ tám trong quán vang lên như phán án tử cho kẻ mình đang nói đến. Người ghé qua quán nước của mụ đều không khỏi tò mò, mà đưa con mắt nhìn sang con đường nhỏ dẫn vào căn biệt thự màu ngà của nhà họ Trần ở phía xa xa. Có một cô gái không nhịn được buột miệng hỏi chuyện mụ tám già. Sự tình ra sao mà bà lại nói người ta là xác tinh vậy? Mụ tám lấy ly cà phê nốc cạn, nhướng mày nhìn người đối diện. Thấy là cô gái sống gần nhà họ Trần, liền biểu môi nói: Mày cũng ở gần nhà đó, thế mà không thấy cái gì lạ sao? Trên mặt của cô gái vẫn ngơ ra y như cũ. Mụ tám liền đặt ly cà phê xuống, rồi dở giọng thánh nhân mà khai sáng cho mọi ánh mắt tò mò đang quay quanh mình, cũng như cô gái kia đang háo hức muốn nghe. Chuyện phải nói là cách đây 5 ngày, mụ tám cùng dân xóm được nhà họ Trần mời đi ăn cưới đứa con trai út trong nhà là Minh Huy. Cô dâu được gả về nhà ấy rất xinh đẹp, mắt to, môi mỏng hồng nhuận, làn da có hơi trắng tái, nhưng nhìn tổng thể vẫn chẳng có chỗ nào chê. Quả đúng với câu trai tài gái sắc, cô con dâu út này của nhà họ Trần tên là Vân Đình. Tiếc là cô dâu nhỏ kia vừa câm vừa nghèo, cha mẹ chồng là ông Tân và bà Hân cũng không ưng thuận gì. Chỉ là vì Minh Huy cứ nhất quyết sống chết muốn cưới, nên mới có chuyện giữa lúc làm lễ kính rượu, bà Hân mặt câu mày có, chẳng chịu nhận rượu cô dâu dâng lên. Phải đợi rất lâu, khi cả hôn trường xôn xao tiếng bàn tán, bà mẹ chồng kia mới chịu nhấp môi lấy một miếng. Đám cưới sau một ngày thì bà Tám lại thấy Linh Ngọc, là chị dâu thứ của Vân Đình trong nhà họ Trần, bưng trà táo đỏ do Vân Đình làm đem biếu các nhà hàng xóm. Chẳng rõ thứ đó có bị dính xui xẻo hay dính sao chổi chiếu tinh chiếu mệnh gì từ người Vân Đình hay không, mà cách 1-2 ngày lại có mấy người già trong nhà hàng xóm lân cận của nhà họ Trần qua đời.
không bị tai nạn xe thì cũng đột tử mà chết. Nói đâu xa, thật ra Linh Ngọc cũng có ghé cho mụ Tám một lọ trà táo. May mà mụ lười nên đem cho con mèo đen nhà mình uống hết. Vậy mà sau khi ba nhà có tang, liền đến con mèo của mụ cũng bị xe tải cán chết khi băng qua lộ. Đó, còn báo không phải sao chổi, nói ai tin. Kể xong đầu đuôi mọi chuyện, mụ Tám không nén được cơn hậm hực, đưa tay đập mạnh vào bàn mà lớn giọng thể hiện sự tức giận. Khi suýt nữa, mụ cũng bị lây cái xui xẻo của đứa con dâu vừa nghèo vừa câm như Vân Đình. Nhưng trái với sự bực tức của mụ, cô gái trẻ và mọi người chỉ thấy rất bình thường. Thậm chí có người còn nói đỡ: "Ai, người ta đã có lòng làm trà táo đỏ cho bà uống, không những không biết ơn mà còn đổ cho con mèo. Mà mèo bà chạy nhong nhong ngoài đường hoài á, có ngày bị xe cán là chuyện hiển nhiên. Trong xóm cũng nhiều lần nhắc nhở bà giữ con mèo mà bà có nghe đâu. Giờ đổ thừa thì tội người ta." Lại có người đàn ông nói thêm: "Mụ già này nhiều chuyện tầm sàm quá, cứ tưởng cái chuyện gì ghê gớm lắm. Đúng là chỉ toàn đi dựng chuyện mà bêu xấu người ta. Bà Hạnh chết không phải liên quan gì tới người ta đâu. Tôi là họ hàng của bà nên tôi biết. Bà chỉ bị đột quỵ bình thường thôi, có giấy từ bệnh viện đàng hoàng. Nào ghê như bà nói chứ." Một cậu thanh niên chắc còn là học sinh cũng lanh miệng chen vào móc mỉa: "Bà Tám nói vậy không có đúng đâu. Hôm đó cháu cũng nhận được trà táo đỏ từ chị Ngọc nè, cũng uống hết lọ, không còn giọt nào luôn. Bây giờ còn sống sờ sờ ra đây. Nói thế chẳng phải khẳng định người ta bỏ bùa vô trà, rồi muốn ai chết thì người đó phải chết sao? Còn những người khác thì không sao à?" Cuối cùng là cô gái trẻ gần nhà họ Trần lên tiếng: "Chuyện chỉ là trùng hợp thôi. Sau này mụ đừng có nói gì nữa, kéo chị Định nghe được á thì tủi thân thêm. Dù sao người ta thân đi làm dâu đã khổ rồi, còn bị lời tra tiếng vào không hay nữa thì uất ức biết bao nhiêu." Dứt lời, mọi người cũng chẳng thèm ở lại nhìn sắc mặt tức tối của mụ Tám thêm nữa, đều tản nhau ai về nhà nấy. Ai trong xóm trong làng này mà không biết bà Tám là kẻ độc mồm độc miệng nhất ở đây. Chỉ còn lại một mình mụ Tám không có chỗ trút giận, bà ta hết dậm chân rồi đến đập bàn. Đương lúc mụ Tám khó chịu như thế thì một bàn tay trắng xanh cầm tờ giấy trắng ghi nguệch ngoạc mấy chữ chìa ra trước mặt mụ, giống như muốn cho mụ thấy nội dung được ghi trên đó. Mụ Tám có hơi giật mình, nhưng tay vẫn nhanh hơn não mà cầm lấy tờ giấy, đưa mắt ngước lên nhìn người đưa nó. Chỉ trong một cái liếc mắt, mụ đã thấy rõ người đến là ai. Mụ Tám không khỏi thấy lạnh xương sống, bởi đó là Vân Định, cô con dâu út nhà họ Trần, người mà ban nãy mụ ta còn lắm miệng gọi là sao chổi. Vân Định đứng trước mặt mụ Tám, mặt cô không đổi sắc, nụ cười nhu hòa, hướng mụ đưa tay chỉ tờ giấy mình mới đưa. Sau một thoáng đờ đẫn, mụ Tám mới nhìn lại tờ giấy. Bên trong chỉ ghi bốn chữ xấu quắc như gà bới: "Lâu rồi không gặp." Đây là ý gì? Mụ khó hiểu ngước mắt lên nhìn Vân Định. Nhưng đối với thái độ của mụ, Vân Định chỉ cười tít mắt như một kẻ điên. Hơi nghiêng mặt, đi lấy ra trong túi một lọ trà táo. Nước trà đỏ nhạt, rất trong, thấy được cả mấy quả táo khô ở đáy và mấy hạt kỷ tử vàng ươm. Vân Định đặt lọ trà lên tay mụ Tám. Tiếp đến cô hơi cúi đầu như thay cho lời chào tạm biệt, rồi mới chịu rời đi. Mụ Tám hãy còn sợ hãi trong lòng, đứng cứng đờ nhìn theo bóng lưng gầy yếu trước mặt cho đến khi khuất hẳn nơi con ngõ nhỏ. Ban nãy thấy đôi mắt đen kia nhìn mình, mụ Tám cứ có cảm giác nó rất quen, như kiểu trước đây đã thấy qua ở đâu đó rồi mà nhất thời mụ không nhớ ra. Cái cảm giác bị đôi mắt kia nhìn làm cho mụ Tám ớn lạnh.
cảm giác như thể bị một con mãng xà nhìn mụ chăm chú. Bất quá lòng mụ hiểu rõ, nụ cười kia không giống nụ cười thân thiện với hàng xóm, mà giống với nụ cười khinh thường hơn. Về phía nhà họ Trần, sáng ra bà Hân đã bắt Vân Định đi chợ sớm, sau đó bắt cô phải làm công việc nhà. Không vừa ý chuyện gì là bà mắng chửi chẳng nể nang mặt mũi. May mà vẫn còn hai người giúp cô một tay, đó là chị dâu Thứ Linh Ngọc và chồng cô Minh Huy. Nhà họ Trần khi chưa có sự xuất hiện của Vân Định cũng chẳng ấm êm gì cho cam. Anh hai Minh Chính thuộc dạng chó chui gầm chạng, còn cha vợ làm chức lớn ở trong chính phủ. Vợ gã là Kiều Anh, năm rồi vừa sinh được một đứa con trai, đặt tên là Minh Tuấn. Anh ba thì thuộc dạng ăn chơi trác táng, bỏ bê vợ là Linh Ngọc, vừa mới bị sảy thai trước đây, đến nay vẫn không có khả năng có thai lại. Hắn cứ đi tìm nhân tình bên ngoài suốt. Bà Hân cũng vịnh theo cớ Linh Ngọc bị sảy thai mà đai nghiến. Chỉ là từ khi có thêm Vân Định, mục tiêu bị chuyển dời nên Linh Ngọc cũng ít bị nặng nhẹ hơn. Song trong nhà, hai người vẫn là những người bị bà Hân khinh thường nhiều nhất. Bởi vì xuất thân của họ nghèo hèn, không mang lại lợi ích thương nghiệp gì cho gia đình bà. Dạo này trong nhà không khí lúc nào cũng nặng nề. Nguyên do là việc con của Minh Chính bị bệnh lạ. Cứ tối đến là nó lại khóc ré mãi không chịu nín. Dù người trong nhà thay nhau dỗ như thế nào cũng bất lực. Đút sữa uống nó đều ói ra, cơ thể gầy hẳn đi. Đưa vào bệnh viện thì chẳng chuẩn ra được bệnh gì. Sự việc này khiến cho bà Hân và ông Tân u sầu, kèm theo ghét bỏ con dâu út. Vì ông bà cho rằng thằng cháu của mình bị ảnh hưởng bởi cái mệnh số sao chổi của Vân Định. Giống như hôm nay, cơm Vân Định vừa nấu dọn ra mâm, cô cùng chồng mời mọi người ra ăn. Cả nhà ăn được giữa chừng thì bà Hân buông đũa, dở giọng khó chịu nói: "Cơm nước gì mà nấu đậm vị như thế này? Bộ cô không biết người già cần ăn thanh đạm sao? Hay là cô có ý muốn cho vợ chồng tôi bị tăng huyết áp hả?" Kiều Anh là cô con dâu được cưng chiều nhiều nhất ở trong nhà họ Trần. Nghe mẹ chồng nói, ả gấp miếng thịt to ăn, vừa nhai vừa thêm mắm dặm muối, như thể không ngại Vân Định bị dày vò nhiều thêm. "Đúng đó em dâu à, món thịt chiên này bỏ muối hơi lố rồi, mặn chết đi được. Bội muốn hại cha mẹ hả?" Tuy miệng nói là mặn, nhưng ả vẫn đưa đũa gấp liền thêm hai miếng nữa. Miệng nhai nhồm nhàm, dính đầy dầu mỡ, nhìn chẳng ra thể thống gì. Trước những lời chăm chọc của chị dâu, Vân Định vẫn rất tự nhiên. Gương mặt chẳng cứng đờ hay cau có khó chịu lấy một lần. Cô vẫn nở nụ cười dịu ngoan ấy trên mặt, ú ớ như muốn nói gì đó. Nhưng những điều ấy, cô chỉ đổi lấy ánh mắt chán ghét của mẹ chồng. Vân Định cố bỏ qua ánh mắt như mũi kim của bà, mà đưa tay đẩy đẩy cái bát canh đến cho bà Hân. Minh Huy thấy vợ bị ức hiếp, liền lên tiếng giải vây: "Con thấy đồ ăn cũng vừa miệng mà mẹ. Còn cả chị nữa chị hai, thịt mặn thì chị ăn nhiều vậy làm gì? Ăn nhiều quá có chừng lên máu đó. Chị nên ăn cơm không nhiều đi, khỏi ăn thịt rồi dơ miệng, lời nói ra cũng được hay." "Mày im miệng đi, mẹ mày đang dạy vợ mày. Từ khi nào mà trong nhà họ Trần lại có chuyện con cái cãi lời như vậy?" Ông Tân im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, nhưng cái uy gia trưởng kia của ông mãi mãi không kìm chân được con mình. Minh Huy không nói nhiều, anh đứng bật dậy kéo luôn cả Vân Đình một mạch rời khỏi bàn ăn. Để lại trong phòng ăn là tiếng chửi bới tức giận của bà Hân. Còn ông Tân thì vẻ mặt giận đến tái đi. Bên cạnh còn có Kiều Anh, vừa bị Minh Huy nói kháy đến ức bỏ cơm. Sau công cuộc thành công kéo vợ ra ngoài, Huy dẫn Định ra quán phở ăn cho nhẹ cái lỗ tai. Vì anh biết vừa nãy vợ mình chưa ăn được miếng cơm nào. Khi yên vị trong quán, Định lúc này mới bỏ đi gương mặt tươi cười ban nãy, thay vào là một gương mặt buồn xo.
cô đưa tay ra dấu ký hiệu với chồng, ý nói sao anh lại làm như vậy với cha mẹ. Minh Huy khi quen Vân Đình đã có đi học qua giao tiếp với người Câm, nên anh hiểu rõ vợ mình đang nói gì. Anh đưa tay rút tờ khăn giấy trong hộp, vừa lau hai đôi đũa, vừa tự tốn đáp lời. Anh không làm như thế thì sau này em còn khổ dài dài. Cha mẹ không thích em thì cho dù em cố gắng cỡ nào họ cũng chẳng thấy được đâu. Họ đều bị tiền làm cho mờ mắt cả rồi. Nói đến đó, hai mắt của Huy hiện lên vài tia đau buồn, nhưng chớp mắt đã chẳng còn thấy đâu. Anh tươi cười trở lại, đưa đũa cho vợ. Em cứ lập tốt chuyện của mình, có chuyện gì ở mức thì phải nói với anh. Họ không còn là những người chân thành và chất phác như trước đây nữa. Sau này có lẽ cũng sẽ như thế. Chỉ cần em nhớ anh là chồng em là được rồi. Vân Đình gật đầu, lại ngơ ngác nhìn anh đang xoay người gọi hai tô phở. Cô định thần lại, chợt nhớ ra gì đó liền cụp mắt, hai tay nắm chặt đôi đũa ăn. Cô nắm rất chặt, phải đợi Minh Huy gọi hai ba lần mới dịu tay buông lỏng ra. Đây là quán phở lâu năm ở trong xóm, quán đã duy trì cũng được hai mươi mấy năm. Chủ quán là một ông cụ già gương mặt phúc hậu, vừa bưng hai bát phở ra vừa mở miệng hỏi thăm Minh Huy. Dạo này làm ăn tốt không con? Vợ con đây sao? Dạ cũng tốt không mà. Dạ đây là Vân Đình vợ con. Rồi anh xoay qua bảo cô, đây là ông Hải. Hôm đám cưới tụi mình á, ông bận lên phố thăm con nên không có đến dự được á. Vân Đình gật gù ngước mặt chào ông một tiếng. Chỉ là ngay giây phút ông Hải chạm mắt với Vân Đình thì ngẩn ra mấy giây, rồi thẳng thốt. Kim Hồng. Ngay cả Vân Đình cũng bị lời nói của ông làm cho giật mình. Tay cô để dưới bàn, kẻ vô thức bấu chặt vạt áo. Đôi mắt Hạnh thoáng ẩn hiện sự bất an, nhưng rất nhanh cô lấy lại được bình tĩnh. Cơ thể khẽ thả lỏng, làm mặt tò mò nhìn ông, lại giơ tay ra ký hiệu, ý hỏi Kim Hồng là ai ? Ông Hải bối rối nhìn sang Minh Huy, như chờ anh giải thích ý của Đình. Là một người quen cũ trong xóm. Em quả thật có nét giống chị ấy. Chỉ là chị ấy cùng cha mình dọn đi lâu rồi, không có về đây nữa. Minh Huy cất lời thay. Ông Hải thấy bầu không khí trầm lắng, liền đổi chủ đề. Thôi hai con ăn đi, ông đi nếm lại nồi súp. Dứt lời liền một mạch trời đi. Vân Đình nhìn theo ông Hải, ánh mắt ánh lên vài vệt sáng dị sắc, phút chốc lại cúi đầu ăn phở. Nhưng ăn nửa chừng vẫn buông đũa, quay sang làm ký hiệu hỏi chồng. Nhìn em giống cái người tên Kim Hồng đó lắm sao? Huy lắc đầu. Không, chỉ giống đôi mắt thôi. Nhưng mà nhìn bộ dáng ngước lên bàn nãy của em thì dễ gây lẫn lộn, chứ nếu mà nhìn kỹ thì vẫn chẳng có giống nhau mấy đâu. Vân Đình lại hỏi, tại sao ánh mắt ông Hải nhìn em lại ngạc nhiên đến như thế? Bộ nhà của chị Kim Hồng kia trước đây gặp chuyện gì sao? Huy có hơi đượm buồn, gật đầu như thay cho câu trả lời. Xong lát sau lại hỏi, em muốn biết thật sao? Đình gật nhẹ đầu, ra dáng là cô tò mò lắm rồi. Anh mà không mau kể, cô sẽ bị sự tò mò này làm cho nghẹn họng mà ăn không trôi. Huy thấy bộ dáng này của vợ không khỏi phì cười, đẩy tô phở bảo vợ ăn, không quên bổ sung. Ăn cho xong đi, rồi anh chở em tới nơi này. Dù sao thì anh cũng tính đi lâu rồi, chỗ này bận quá chưa có đi được. Tới đó rồi anh kể cho em nghe. Cứ thế sau khi ăn uống no nê, Minh Huy như lời đã nói, dẫn vợ mình đi tản bộ trên đường. Địa điểm hai người tới là một con hẻm nhỏ. Nơi đó dân cư sinh sống đại đa số không có khá gì mấy. Nhà cửa hơi sập xệ và có tuổi đời khá cao. Khác xa với nơi ở của nhà họ Trần, toàn nhà lầu với nhà tường sạch sẽ kiên cố. Đi rất lâu,
Cuối cùng Huy và vợ dừng lại ở giữa ranh giới giữa hai căn nhà bị bỏ hoang. Đây là nhà cũ của anh á. Nhà kế bên là nhà của chị Kim Hồng. Huy dẫn Định đi tiếp ra phía sau nhà của người tên Kim Hồng. Phía sau là mộ của dì Huệ, mẹ của Kim Hồng. Khi ba người còn lại rời đi cũng không có đem theo hài cốt, nên mộ vẫn ở phía sau. Hai người đặt chân ra sân sau. Nơi đây quả nhiên như lời Huy nói, có một ngôi mộ cũ. Giống tưởng rằng mười mấy năm bị bỏ hoang không ai trở lại, mộ đắp sẽ bị thấp xuống, chôn vùi dưới đám cỏ dại tùm. Vân Đình vẫn không nghĩ tới nắm mộ cũ kia không những không bằng phẳng, ngược lại còn được vung cao lên rất nhiều, so với đất cát xung quanh còn cao hơn phân nửa. Trước mộ phần còn cắm một vài nén nhang cháy tàn và một đĩa hoa quả. Đình còn đang sững sờ, mắt liền thấy một bóng người lưng còng, nhỏ gầy, cầm theo một cái rổ, chống gậy từ xa đi tới. Đó là một bà lão tóc trắng xóa, hai mắt đục mờ, quần áo cũ bạc. Bà đến gần hai người. Bất ngờ thay, bà hé môi cười với Huy. Cháu tới rồi sao? Vân Định ngơ ngác, quay qua đưa tay ra hiệu, ý hỏi chồng bà ấy quen với anh hay sao. Chỉ thấy Minh Huy gật đầu. Bà lão đứng một bên, trung trung ngồi xuống trước bia mộ, lấy hoa quả cũ trong đĩa ra, rồi thay vào trái mới, thu dọn tàn hương. Không có ai khác tới đây thăm bà ấy cả, ngoại trừ con và cậu con trai út của bà. Nhưng nó cũng chỉ đến đúng một lần rất lâu về trước rồi. Huy à, có lẽ bà Huệ dưới suối vàng sẽ bỏ qua cho con thôi. Dù gì cũng không hoàn toàn là lỗi của con, có đúng không? Huy vẫn mím môi im lặng, không tỏ ý kiến gì đến câu nói của bà ta. Con phạm một chút chuyện, nhiều năm nay còn phải tự dằn vặt bản thân mình, thế nên con mới không dám đến đây gặp bà ấy nữa. Nhờ ta trông nom mộ phần này, mỗi ngày nhổ cỏ, đắp thêm đất, đặt trái cây hương nến và những thứ linh tinh khác, tính ra cũng sắp bạc đầu tới nơi rồi. Nhiều năm trước, nhà họ Trần của anh và nhà họ Lê của Kim Hồng đối đầu nhau, thù hận phủ đầu. Nghĩa láng giềng chỉ vì hai chữ tiền tài mà mất sạch trong một đêm mưa máu gió tanh. Nhớ lại khiến cho mắt của Huy bỗng dưng ngấn lệ, một câu cũng không nói nên lời. Đáng tiếc là rốt cuộc con với thằng nhóc kia vẫn chẳng thể giải quyết được những khúc mắc với nhau. Bà lão nhắc lại chuyện cũ xong, nhìn quanh phía sau Huy một chút, rồi lại thấy có điểm ngạc nhiên. Cho dù đã rời đi và vẫn luôn mang hận, nhưng dù sao đó cũng là mẹ mình, đến giờ cũng nên tới thăm mới phải. À, đây là vợ con hả? Đẹp lắm, chỉ là nhìn cô bé này thật quen mắt à. Rồi bà lại tự cười giễu mình già rồi, gặp ai cũng thấy quen. Có lẽ thấy nói nhiều đó là đủ. Bà đứng dậy đưa hai cây nhang cho Minh Huy, rồi lầm lũi rời đi. Trước khi đi cứ bảo anh cứ yên tâm, bà có mất cũng sẽ có con cháu đến coi sóc giùm, sẽ không để ngôi mộ này hoang tàn trơ trọi. Huy cũng không đáp lại lời bà. Chẳng biết những lời bà nói có câu nào lọt vào tai của anh hay không. Ở lại nơi mộ vắng vẻ này chỉ còn lại hai người. Huy đau buồn cùng vợ phái lại cắm nhang. Hương khói hòa quyện vào ánh chiều tà, làm cho khung cảnh mờ ảo khó phân. Trong làn khói trắng tang thương ấy, thoáng thấy ánh mắt vợ mình bao bọc dưới lớp nước nhạt nhòa. Huy chậm chạp ngồi xuống nền đất, cẩn thận phủi một chút, rồi bảo Vân Đình ngồi. Sau đó mới cất giọng khàn khàn,
kể lại chuyện nhà Kim Hồng nhiều năm về trước. Tiếng bà lão ban nãy lại được dịp vang lên. Con phạm một chút chuyện, nhiều năm nay còn phải tự dằn vặt bản thân mình, thế nên con mới không dám đến đây gặp bà ấy nữa, mới nhờ ta trông nom mộ phần này. Tính ra cũng sắp bạc cả đầu rồi. Lời của bà lão, người ngoài cuộc nhìn vô chỉ như những lời lải nhải vô nghĩa, nhưng với người trong cuộc thì chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Câu chuyện phải bắt đầu từ năm Minh Huy học lớp 11. Ở làng quê này thuở xa xưa vốn đã hình thành văn hóa tình làng nghĩa xóm, thế nên nhà họ Trần và nhà họ Lê ở kế bên nhau và thân thiết là điều ai ai cũng có thể nhìn thấy. Nhà họ Trần khi đó có vẻ khá giả hơn hẳn nhà họ Lê. Tuy nhiên, chẳng vì vấn đề sang hèn phân biệt, hai bên gia đình vẫn thường xuyên qua lại giúp đỡ lẫn nhau khi tối lửa tắt đèn. Trong nhà Lê gia có bốn thành viên. Chú Lê Trọng là bạn thân của ông Minh Tân, tức là ba của Minh Huy. Tiếp đến là dì Huệ, chị Kim Hồng, và cuối cùng là bạn thân nhất của anh, Lê Quang. Lê Quang khi ấy kém hơn Minh Huy 3 tuổi, nhưng hai người chơi với nhau rất thân mà không bị khoảng cách tuổi tác làm trở ngại. Chuyện gì hai người cũng nói cho nhau nghe. Mối quan hệ hai nhà thân thiết tới nỗi Huy khi đó nghĩ sẽ chẳng có gì có thể cắt đứt được. Chẳng qua tất cả những điều tốt đẹp ấy sau này đã mất sạch chỉ vì một nhà máy chế biến gạo xuất hiện. Huy nhớ rõ năm ấy có một chính sách làm ăn mới được đưa về xóm của mình. Chính sách nội dung cụ thể như thế nào thì anh không biết, bởi vì lúc đó anh chỉ chuyên tâm lo việc học hành. Việc làm ăn của ba mẹ anh ít khi xen vào. Theo như ba mẹ có nói qua, thì nếu gia đình nào có được hợp đồng làm ăn dựa trên chính sách đó thì coi như sẽ thu được lợi nhuận cao gấp mấy lần tiền bán lương thực thu hoạch được sau mỗi vụ mùa. Đây có thể là một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Ở thời điểm đó, với lợi ích khổng lồ của dự án, gia đình nào cũng muốn mình sẽ là người nhận được hợp đồng. Họ chẳng tiếc dẫm đạp lên nhau để tranh giành. Điều hiển nhiên là hai gia đình Trần Lê cũng không thể bỏ qua món hời to kia. Và họ cũng là hai gia đình có đủ tiêu chuẩn do hợp đồng đề ra. Nhưng mà cơ hội chỉ dành cho một gia đình mà thôi. Chẳng mấy chốc, sự thân thiết không còn nữa. Hai nhà lại trở thành đối thủ. Họ chửi mắng cãi vã thường xuyên hơn. Trong khi tình hình về việc ký hợp đồng với nhà thầu ngày một khó xử, cha của Minh Huy đã đưa ra một lời đề nghị với cha của Lê Quang trong một buổi sang nhà trò chuyện. Đây là một cách để có thể khiến cho hai nhà cùng có lợi. Ông Tân nói rằng hãy để nhà họ Trần ký hợp đồng trước một năm, sau đó hết một năm sẽ đến lượt nhà họ Lê. Như vậy thì đôi bên đều có cơ hội thể hiện với chủ nhà máy, mà cả hai đều không thiệt thòi gì, vì một năm cũng đủ để cho họ thu được một khoản tiền không hề nhỏ. Ông Lê Trọng vốn trước nay tính tình hiền lành, tin người, nên lúc đó đã đồng ý với thỏa thuận mà không một chút lo lắng nghi ngờ gì. Việc bàn bạc cứ thế được chốt một cách suôn sẻ. Thế nhưng lúc đó không ai ngờ rằng do tình hình khan hiếm gạo ở một số nơi, nên nhà máy chế biến gạo của nhà Minh Huy từ khi tiếp quản đã bắt đầu có nhiều đơn mua gạo hơn. Tiền lãi ngày một nhiều đến nỗi không kể xiết. Đến chừng khi hết hạn một năm như lời hứa, ông Tân lại nổi lòng tham, không nỡ há mồm trả lại miếng mồi ngon, nên ngày đêm tính cách để giữ nhà máy lại và hoạt động tiếp. Khi ấy Minh Huy còn mãi lo học, chỉ biết mỗi lần được nghỉ là lại tìm sang nhà rủ Lê Quang đi chơi. Cuối cùng trước khi hết hạn hợp đồng, ông Tân đã bỏ qua lời hứa năm nào với ông Trọng. Bí mật
để xin gia hạn hợp đồng với nhà máy, âm thầm trở thành nhà thầu một lần nữa. Tất nhiên phía ông Lê Trọng không biết gì. Kể cả Huy, đứa con trai út trong nhà, cũng hoàn toàn mù tịt với toan tính của cha mình. Rồi đến tròn hạn một năm như đã định, ông Trọng vui vẻ lên để chuẩn bị ký hợp đồng và tính chuyện làm ăn. Gia đình ông lúc đó đã kiệt quệ tiền bạc rồi, chỉ còn trông vào cái hợp đồng này để mong có thể đổi đời. Ông Trọng nghe hết câu chuyện từ phía trên mới tá hỏa khi biết mình bị lừa. Nhà ông như bị một dao cắt đứt đường sống. Không kìm được cơn giận, ông chạy đến nhà họ Trần với ý định làm rõ. Thế nhưng nhà họ Trần vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này, nên trơ tráo cố thủ trong nhà, mặc kệ cho ông Trọng có la hét chửi bới. Huy lúc đó đang đi học nên không hề biết đến việc bác Trọng sang nhà. Hôm sau anh sang nhà muốn gặp Lê Quang thì bị dì Huệ cầm chổi đuổi đánh. Lúc này quan hệ giữa hai nhà Trần Lê coi như không còn gì. Huy vẫn hoàn toàn không biết tại sao lại như thế. Chỉ biết là gia đình của Quang không cho anh qua nhà, còn luôn miệng mắng chửi gia đình anh là một đám dối trá. Kể cả thằng Quang cũng bị cấm không được gặp anh. Ấm ức sau cú lừa cay đắng, ông Trọng dù đau buồn nhưng ông biết rõ mọi chuyện đã rồi, đành cố gắng làm lụng, cầu trời thương, hy vọng có cơ hội khác để làm ăn. Nhưng ngược lại với chồng, bà Huệ không kìm lòng để nuốt trôi cục tức này. Bất cứ khi nào có cơ hội, bà sẽ mắng mỏ nhà họ Trần cho bỏ ghét. Nỗi uất ức của bà ngày một lớn hơn khi nhà họ Trần làm sai mà còn liên tục thể hiện thái độ đắc thắng, coi thường nhà bà. Vì là hàng xóm nên hai bên gia đình thường chạm mặt nhau, không sáng thì chiều. Kẻ đắc ý người cay cú, sớm đã dự báo một điềm chẳng tốt đẹp gì. Cơn mưa máu gió tanh kéo đến vào đầu tháng 8. Khoảng 7 giờ, bà Huệ trước lúc đi làm về ngang qua nhà họ Trần thì gặp gia đình anh hai của Minh Huy là Minh Chính và Kiều Anh. Trong lòng vốn đã tức tối, lại nhìn thấy sự hạnh phúc của họ càng khiến cho bà không cam lòng. Tại sao con bà thì thiếu thốn, còn con họ lại ăn sung mặc sướng? Giống dĩ theo thỏa thuận thì nhà bà rồi cũng sẽ khá lên, con bà cũng không phải chịu khổ cực. Bà mang trong mình nỗi ấm ức và thù hận đó, nhất thời không kìm xuống được, liền chạy tới nhổ nước bọt vào mặt hai vợ chồng. Trước hành động bất ngờ ấy, Minh Chính tức lên nổi điên, mắng chửi bà Huệ. Sau đó còn chưa hả giận, hắn dở thói côn đồ, lập tức tát bà Huệ để trả đũa. Bà Huệ cũng không chịu thua, dùng hết sức bình sinh lao vào đánh Minh Chính tới tấp, vừa đánh vừa chửi rủa. Hai bên ẩu đả càng lúc càng căng thẳng. Rồi vợ chồng Minh Chính cũng bắt đầu chửi và có hành động bóp cổ bà Huệ. Ngay sau đó, Minh Huy và Minh Quân nghe tiếng động lớn cũng có mặt. Thấy anh hai bị sỉ nhục, lại nghe bà ta chửi rủa cha mẹ mình, Quân và Chính dồn dập tấn công bà Huệ. Chỉ có riêng Huy là ra sức ngăn cản hai người anh của mình, lấy thân che chắn cho bà. Quang đang trên đường đi đón mẹ cũng đã chứng kiến hết cảnh tượng xô xát. Mau đi gọi cha em, giúp anh một tay tách họ ra, mau đi. Huy khốn khổ vừa đưa tay ngăn cản, vừa hướng tới thằng nhóc Lê Quang đang hoảng sợ mà thúc giục. Nhưng khi ông Trọng và chị Kim Hồng tới nơi thì cũng vẫn yếu thế hơn. Hai bên tiếp tục đánh nhau qua lại. Cuối cùng ông Trọng tuyệt vọng kêu bà Huệ bỏ chạy. Do vừa đau lại vừa không chịu được ấm ức, bà không nghe mà thuận tay nhặt cục gạch trên đất bắt đầu đánh trả. Nhưng không may xác định sai phương hướng, bà lỡ tay đập nhầm vào đầu Minh Huy, người từ nãy tới giờ vẫn luôn bảo vệ cho bà. Cú đập kia rất mạnh, máu đầu của anh không ngừng chảy ra. Thoáng chốc mọi thứ đen kịt lại. Đến khi Huy tỉnh lại, đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh, còn nghe được tin là dì Huệ đã chết rồi. Mà anh ba Minh Quân là kẻ ra tay cũng đang bị bắt giữ điều tra, có khả năng sẽ đối mặt với án tử hình.
Trước tình hình kia, cha mẹ của Huy hết cách. Họ nảy ra ý tưởng giúp cho Minh Quân thoát khỏi án chết. Ông Tân và bà Vân bắt Huy phải nhận tội thay anh mình. Vì lúc đó cha vợ Minh Chính là người giữ vị trí cấp cao, có sức ảnh hưởng lớn. Các thông tin đều bị mua chuộc. Minh Chính bảo gia đình mình đưa Huy lên đầu sóng ngọn gió để gánh tội thay, đồng thời cũng sẽ được giảm án dựa trên lý do tuổi tác còn nhỏ. Ban đầu Huy không đồng ý với kế hoạch trên, vì anh biết làm như thế là có lỗi với cái chết của dì Huệ lẫn người bạn thân của mình là Lê Quang. Nhưng đến cuối cùng Huy vẫn buộc phải chấp nhận, bởi mẹ anh một hai đòi tự sát trước mặt anh. Cũng chính từ giây phút đó, Huy đã bước chân vào con đường tự dằn vặt bản thân mình. Anh ở trong tù không ngày nào không nghĩ đến chuyện tự sát, đến nỗi phía nhà tù phải đưa anh đến bệnh viện để điều trị về mặt tâm lý. Huy không còn mặt mũi gặp lại người nhà họ Lê, mà Quang cũng không thèm gặp lại anh nữa. Lần cuối họ gặp nhau là tại phiên tòa. Huy nhớ mãi ánh mắt sững sờ của cậu nhóc hàng xóm khi nghe chính miệng mình thú nhận tội thay anh trai. Trước lúc bị áp giải đi, Huy thấy Lê Quang đã khóc. Những giọt nước mắt kia như còn chứa cả màu máu. Nỗi uất hận kia mãi mãi không thể nào được xóa nhòa. Mãn hạn tù, Huy rời quê nhà đến một nơi thật xa để không phải đối diện với người bạn thân của mình, cũng là cho anh một khoảng thời gian để ổn định tâm lý. Đợi khi anh quay về thì nghe tin Quang đã chết trong một vụ tai nạn xe. Chị Kim Hồng và ông Trọng cũng rời nhà đi sau đó. Phần mộ của dì Huệ thì anh đưa tiền nhờ bà lão gần đó trông nom nhang khói. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi cưới vợ rồi. Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên anh có đủ dũng khí để quay lại nơi này. Chuyện xảy ra cũng đã ngót nghét gần 20 năm, nhưng nhắc lại, lòng anh vẫn không thể nào hết dây dứt. Kết thúc mọi chuyện, Huy lặng lẽ lau những giọt nước mắt tang thương. Anh chưa từng dám nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng đó, nhưng trí nhớ của anh quá tốt, chẳng thể nào quên được. Những chuyện đã xảy ra như một con ác quỷ bám lấy anh không tha. Nó luôn đầu độc tâm trí của anh. Vân Định ở kế bên, ngồi khuất trong cái bóng của chính mình, không rõ biểu cảm, chỉ quơ tay làm ký hiệu muốn nói với anh rằng không sao, đó không phải là lỗi của anh, anh đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng trước hành động kia của vợ, Huy càng thêm vặn vẹo lý trí bản thân hơn. Anh co người lên bên trên mộ mà khóc lớn, dáng vẻ như đứa trẻ năm đó bất lực nhìn cảnh hai nhà xâu xé nhau mà chẳng thể làm gì. Phải qua một thời gian rất lâu, Vân Định mới đưa được chồng rời khỏi nhà Kim Hồng, trở về nhà họ Trần. Trời rất nhanh chìm sau những tán cây. Khung cảnh bao trùm một màu tối trên bầu trời xanh đen, không một ánh sao. Ánh trăng treo cao lóe sáng lạ kỳ. Tiếng quạ trên cành cây cùng với tiếng mèo hoang trong đêm kêu lên bất chợt, hòa vào nhau tạo ra loại âm thanh quái đản. Bên nhà của mụ Tám, cánh cửa vốn được khóa kỹ bỗng dưng rung lắc nhẹ, rồi một bóng trắng xuất hiện ra, từ từ xuyên qua cửa như những bộ phim ma trên truyền hình. Bóng ma kia hơi khom lưng, lướt đi nhẹ nhẹ, chẳng có chút tiếng động. Ở trong gian phòng mà ánh trăng không chiếu tới, hồn ma áo trắng kia nhoẻn miệng cười rất tươi. Mụ Tám đang ngủ say trên giường, trở mình một cái muốn tìm tư thế tốt. Ai ngờ bàn tay vô tình chạm phải một thứ bù xù dinh dính. Mụ có hơi khó chịu, mở mắt ra nhìn. Xung quanh tối quá, mụ không nhìn rõ được tay mình, nhưng lại có thể thấy thứ khác. Đó là một gương mặt bê bết máu, với đôi mắt trắng giả không có lòng đen. Nụ cười của gương mặt ấy đang kéo thành một đường nhếch lên đến tận mang tai, âm u mà thù hận nhìn mụ Tám. Xong,
dường như thấy mụ đàn bà trước mặt bị mình dọa cho sợ đến cứng người. Gương mặt kia liền mấp máy đôi môi lởm chởm răng nanh mà hỏi: "Lâu rồi không gặp, mụ tám nhớ tao không? Tao Huệ đây, vợ của ông Trọng đây." Gương mặt kia vừa nói vừa kề sát, phả cái mùi tanh tưởi của xác chết lâu năm lại gần phía mặt mụ tám, khiến cho mụ không chịu nổi sự đả kích lớn trước nay chưa từng gặp mà vỡ tim. Mụ chỉ kịp hét lớn lên một tiếng rồi tắt thở chết ngay tại chỗ. Trong giây phút mụ tám lìa đời, hồn ma kia cũng chỉ lơ lửng nhìn một chút rồi tan dần vào màn đêm. Trên sàn nhà rơi xuống một tờ giấy trắng nguệch ngoạc ghi bốn chữ: "Lâu rồi không gặp." Sáng bảnh mắt ra đã nghe tin mụ tám lên cơn đau tim mà chết. Nhiều người hôm qua nghe mụ nói xấu Vân Đình không khỏi chột dạ và có hơi e dè. Nhưng đối với loại chuyện kia, nhà họ Trần bây giờ cũng chẳng có tâm tư mà hóng hớt. Bởi trong nhà họ cũng đang diễn ra sự lạ dị thường. Ví như chuyện con trai của Minh Chính, tối qua nó lại khóc ré lên như bị ai bóp cổ. Trong nhà bật đèn lên xem xét thằng bé thì phát hiện trên người nó có mấy dấu ngắt nhéo xanh đỏ chồng chất lên nhau, hiện rõ trên da thịt trắng mềm của trẻ em, nhìn đến phát rợn cả người. Cả nhà họ Trần đêm ấy thức trắng mà bàn bạc. Bà Hân là kẻ nghi kỵ nên đuổi người ngoài cuộc là Vân Đình và Linh Ngọc ra khỏi phòng khách. Chỉ còn lại những người năm đó biết được sự tình, bà ta mới cất giọng: "Có lẽ bùa hết linh rồi, con đàn bà kia lại tìm về đó." Những người có mặt trong phòng lặng ngắt như tờ. Không ai không biết con đàn bà mà bà Hân nhắc đến. Đúng vậy, chính là bà Huệ. Thật ra là sau khi Minh Huy vào tù thì ở nhà thường xuyên xuất hiện sự lạ. Cơm canh nấu vắt sáng, đến chiều đã ôi thiêu, lên móc lên dội. Người trong nhà cũng hay bị tai nạn bạc vảnh, chẳng rõ nguyên nhân. Đặc biệt là đối với vợ chồng Minh Chính và Minh Quân. Năm thứ hai, sau khi kết án xong, tối nào Chính cũng mơ thấy hồn ma của bà Huệ về. Trên mình chỗ nào cũng là máu, run rẩy, ai oán, buông lời cay độc: "Rồi chúng mày sẽ phải chết cùng tao." Lúc ấy Chính là một gã không tin vào ma quỷ, cứ nghĩ rằng ám ảnh cái chết của bà Huệ mới sinh ra mộng mị. Chẳng ngờ mấy hôm sau, gã vẫn liên tục gặp ảo giác. Hồn ma của bà Huệ xuất hiện mọi nơi trong tầm mắt của gã. Hồn bà như muốn nguyền rủa gã sống không bằng chết. Có lần khi gã chạy xe đi làm về đêm muộn, ngang qua con hẻm nhà cũ thì xe bị hư. Gã cố đề máy mãi mà chẳng có động tĩnh gì, bèn liều mình xuống xem thử. Nhưng kiểm tra qua 3-4 lần vẫn chẳng biết hư hỏng chỗ nào. Gã nhấc điện thoại gọi cho vợ. Giọng nói quen thuộc nhanh chóng vang lên, chẳng cần gã đợi lâu. Cái giọng thiếu đoạn của Kiều Anh truyền qua: "Sao đó, giờ này gọi tôi có việc gì? Đang đi ăn với bạn, có gì nói nhanh đi." Gã nén bực dọc, cố làm ra giọng dịu dàng rồi nói: "Xe hư rồi, em mau gọi thợ tới sửa giúp anh đi." "Trời đất ơi, hư thì anh tự đi mà tìm thợ, có gì mà cũng gọi cho tôi nữa." Ở cúp máy ngay sau đó, để lại Chính với những tiếng tút ngân dài. Thật ra gã vốn chẳng ưa gì Kiều Anh. Trước đây vì gia đình ả ta có thế, lại được cha vợ lo cho công việc ổn định, mới nhẫn nhịn mà luồn cuối. Buồn bực không có chỗ để trút, xe lại bị hư, Chính nhìn cái điện thoại đã hết pin trên tay, không kìm được liền quăng mạnh nó xuống đường, làm cho nó nát thành mấy mảnh. Thấy cứ đứng ở đây cũng không phải là cách, gã chán chường chui vào xe tính ngủ tạm. Đợi đến sáng, thế nào người nhà không thấy gã về cũng sẽ đi tìm. Lúc lên xe, Chính thử đề máy lại một lần nữa để cầu may.
Lúc này thì xe hoạt động lại bình thường, giống như từ nãy tới giờ chẳng có vấn đề gì xảy ra. Hắn liền đạp ga rồi đánh lái. Xe đi được một đoạn thì đèn đốm hai bên đường đều đột nhiên tắt hết đi, chỉ còn lại ánh đèn pha của xe hơi chiếu sáng. Con đường về nhà vốn quen thuộc, từ nhỏ tới lớn hắn nhắm mắt cũng có thể về. Thế mà hôm nay chạy mãi cũng chẳng thấy điểm dừng. Đương lúc hoang mang thì đèn đột nhiên bụt tắt đi. Cả bỗng thấy xuất hiện một người đàn bà lưng hơi khom, đứng chắn phía trước đầu xe. Do bị bất ngờ nên gã hoàn toàn không thể điều khiển được. Cứ thế chiếc xe lao tới, cuốn cả người đàn bà kia xuống gầm. Âm thanh của va chạm và những tiếng răng rắc vang lên đến rợn người. Chắc bà ta đã bị gãy tay hay gãy cổ gì đó rồi. Đợi khi chính hoàng hồn thắng gấp thì đã kéo người đi được một đoạn khá xa. Gã sợ hãi gục đầu vào vô lăng, bờ môi run rẩy, mặt tái nhợt đi không nói nên lời. Tay gã ghì chặt vô lăng, mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng áo. Trấn định một lúc, gã quyết định xuống xe xem xét. Vừa đặt chân xuống đất, cảnh tượng đập vào mắt gã toàn máu là máu. Máu nhuộm đỏ cả nền đường, cùng với máu là vô số da thịt bầy nhầy vụn nát, rải rác từ vị trí đứng của người phụ nữ lúc nãy đến bánh xe của gã. Không cần khom xuống gã cũng biết xác bà ta hẳn là đang bị mắc kẹt dưới gầm xe. Minh Chính hoảng đến độ tay chân không động đậy được, muốn móc điện thoại gọi cho cha mẹ, nhưng nhớ ra đã đập bể nó rồi còn đâu. Có tiếng tách tách nhỏ giọt đột nhiên vang lên, khiến cho gã chú ý. Từ từ đưa mắt nhìn về phía gầm xe. Ở đó đang có một vật thể đỏ tươi như cục thịt nát nhừ, vậy mà đang từ từ bò ra. Khi cái thứ kỳ quặc kia bò hẳn ra, Huy mới nhận ra nó mang hình dáng của một người phụ nữ. Bà ta ngước lên nhìn hắn, với gương mặt đã biến dạng. Hai mắt lồi hẳn ra khỏi hốc mắt, chỉ còn dính toàn ten lại bởi những sợi dây thịt đỏ âu. Cái tiếng tách tách ban nãy không phải là tiếng nước, mà là tiếng máu trên đầu của người đàn bà ấy nhiễu xuống đường. Mà chính cũng chẳng quan tâm là nước nhỏ hay là máu, bây giờ gã chỉ muốn về nhà. Cảnh tượng trước mắt gã như là địa ngục tu la vậy. Dưới lớp tóc rối tung che phủ gương mặt máu, hai hốc mắt hõm sâu cứ nhìn xoáy vào gã đầy chăm chọc. Chợt có giọng nói từ cái thứ bầy nhầy máu me kia phát ra đầy thảm thiết. Cứu tôi, cứu tôi với cậu ơi. Tôi chưa muốn chết, tôi còn muốn về nhà nấu cơm cho chồng con tôi. Tiếng nói yếu dần và đứt quãng. Chính chẳng có chút lòng thương hại mà đi tìm người tới giúp. Gã chỉ loạn choạng ngồi vào xe muốn bỏ đi. Nhưng ngay giây phút gã định đề máy thì cái cơ thể lặt lìa tay chân, đầu nát bươm kia không biết bằng cách thần kỳ nào mà lại xuất hiện ở cửa xe. Bà ta vừa dán chặt mặt mình vào mặt kính, vừa đưa hai bàn tay mặt cào lên, để lại những vết đỏ nhơn nhất. Nỗi sợ của chính lấn áp tất cả, gã điên cuồng đạp mạnh chân ga. Khi đã rời khỏi cái nơi kinh hãi kia một đoạn khá xa, chính lúc này mới len lén nhìn vào kính chiếu hậu để xem người đàn bà kia có đuổi theo hay không. Và đó cũng là một trong những quyết định sai lầm của gã. Tấm kính nhỏ trước mặt phản chiếu hình ảnh của bà Huệ đầy máu, đang ngồi ngay cái băng ghế sau. Bà ta vẫn mặc bộ đồ như cái ngày bị thằng em gã đánh chết. Hai mắt bà trắng giả, chảy ra hai hàng lệ máu. Mắt khóc nhưng miệng bà ta lại cười. Đoạn bà ta mấp máy đôi môi ướt đẫm huyết lệ. Tao biết là bọn bay dẫn chứng nào tật nấy mà. Đã tông trúng người ta còn muốn bỏ trốn. Tao đã cho mày một cơ hội,
nhưng là mày ngu thôi. Đừng trách tao. Dứt lời, hồn ma bà Huệ cười lên sằng sặc, tay vươn dài ra chụp cổ Minh Huy, khiến cho gã thấy lạnh buốt. Sau đó bà ta vặn tay một cái, chiếc xe như có ma lực điều khiển, hoàn toàn mất lái, lao thẳng lên lề, tông vào cột điện gần đó. Tiếng va chạm rất lớn vang lên, nhiều người dân nhanh chóng bị đánh thức. Họ kéo nhau ra xem, sau đó đưa Minh Chính đậu bê bết máu đi cấp cứu. May mắn số gã chưa tận, vẫn bình an qua khỏi. Có điều di chứng để lại là một bên chân phải đi tập tễnh. Từ sau khi Minh Chính bị tai nạn, nhà họ Trần rơi vào hoang mang và lo sợ. Ông Tân và bà Hân liên tục mời thầy bà các nơi về nhà để trừ tà. Bao nhiêu người được mời về, ai cũng bày mâm lễ cúng hoành tráng, nhưng hầu như đều vô dụng. Phải đợi tới khi Minh Quân cũng gặp chuyện thì họ mới may mắn tìm được đúng thầy. Chuyện ma quỷ mà Minh Quân gặp cũng chẳng thua kém gì anh mình. Hắn ta vốn là một kẻ đam mê cờ bạc gái gú, nên cưới vợ về cũng chẳng yên phận gì cho cam. Lúc nào cũng đi từ sáng đến tối, về nhà lại đánh đập chửi bới vợ. Hôm đó cũng là một đêm tối trời, Quân cùng với hội bạn đi nhậu thâu đêm. Lúc chuẩn bị về thì hắn và đám bạn phát hiện ra một cô gái trẻ đang gục mặt khóc bên con hẻm nhỏ. Ý đồ xấu nhanh chóng nổi lên, cả đám bắt cô gái vào chỗ vắng, tính giở trò đòi bại. Thì cô gái kia đột nhiên lên cơn co giật, máu mồm máu mũi cứ chảy ra, hai mắt thì mở to đầy kinh dị. Cảnh đó dọa cho bạn bè của Minh Quân sợ mà chạy hết. Chỉ có duy nhất một mình hắn bị cánh tay cô gái kia giữ chặt lấy. Quân vốn là một kẻ bạo lực, đã không sơ múi được gì, còn bị vướng vào con nhỏ bệnh tật. Hắn liền vung chân đạp về phía cánh tay của cô gái kia, cố vùng ra một hồi thì cô gái kia nằm sụi lơ trên đất. Quân lại đưa tay kê vào mũi cô gái, và quả không ngoài dự đoán, cô ta đã tắt thở. Quân lúc đó tuy kinh hãi lắm nhưng vẫn ráng nén nhịn, không hét lên. Hắn biết nếu cái xác này bị phát hiện thì hắn chắc chắn sẽ không thoát khỏi án tù chung thân. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định phi tang xác chết. Nhưng chưa kịp làm thì đã chẳng còn thấy xác cô gái ban nãy đâu nè. Trước mặt hắn bây giờ là một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn. Chính là bà Huệ. Bà ta đang ngồi xổm giống như hắn, hai tay vuốt vuốt cái đầu bị mớp của mình mà cất lời the thé. Mày làm gì ngồi lầm bầm ở đây? Tao nằm đợi mày nãy giờ hơi lâu rồi đó. Mày thấy tao đẹp hả? Ban nãy còn muốn vui vẻ với tao nữa mà. Sao không làm đi thằng chó ác ôm? Tiếng hét thất thanh của Minh Quân vang lên trong con hẻm vắng. Hồn ma bà Huệ cười lên hả hê, chương mắt nhìn cảnh hắn ta chật vật chạy bán mạng ra ngoài đường lộ. Sau đó thì rầm một tiếng, Quân bị một chiếc xe tông ngã ra đất bất tỉnh nhân sự. May là chiếc xe kia chạy chậm, chứ nếu không có lẽ hắn đã thành vong hồn giống như bà Huệ rồi. Cũng nhờ vào cú tông kia mà nhà họ Trần gặp được thầy Lục, một gã thầy Tàu có tiếng. Lão Lục đang ngồi trong chiếc xe ấy, vừa thấy Minh Quân lao ra, lão liền biết là có chuyện gì, nên tiện tay cũng giúp nhà họ Trần trấn vong bà Huệ, đồng thời còn giúp nhà họ làm ăn ngày một thuận lợi hơn. Suốt mấy năm qua đi hành thông êm đẹp, tưởng chừng như có thể thoát khỏi bóng ma của bà Huệ. Chẳng ngờ được, bây giờ sự việc kỳ dị lại tìm về. Con thấy là chúng ta mau mau đi tìm thầy Lục về,
để trấn lại ông bà ta, chứ cứ để vậy không ổn rồi. Kiều Anh là người lên tiếng đầu tiên sau một hồi trầm mặc. Không được. Minh Huy lên tiếng cắt ngang. Anh không chấp nhận việc cha mẹ mình lại muốn tiếp tục làm hại vong hồn của dì Huệ. Đối với ý kiến của anh, chỉ nhận lại được những ánh nhìn khó chịu. Không được cũng phải được. Mày muốn cả nhà này bị hồn ma bà ta ấm tới chết hay sao? Ông Tân liếc đứa con trai út ương bướng, đoạn nhấp miếng trà rồi nói tiếp. Ngày mai tao với mẹ mày đi núi Cấm để tìm thầy Lục về. Ở nhà không có chuyện gì quan trọng thì tốt nhất tụi bay đừng có đi đâu lung tung. Cuộc họp gia đình kết thúc trong sự bất an của mọi người. Như lời đã bàn, ngay sáng hôm sau, ông Tân bà Huệ đi núi Cấm. Mọi người ở nhà vẫn sinh hoạt như bình thường, và chuyện tâm linh vẫn cứ kéo đến. Trên lầu 2, nơi căn phòng của vợ chồng chính, lúc này Kiều Anh đang đứng trước tấm gương lớn, lựa mấy bộ váy đẹp mà ướm thử vào người. Em tính đi đâu sao? Tôi đi chơi với bạn. Sao đó? Anh tính quản tôi hả? Em quên lời mẹ dặn là phải ở nhà sao? Ra ngoài lỡ không may gặp mấy cái thứ kia thì sao? Em, tôi đã hứa với bạn rồi. Với lại bây giờ đang là ban ngày mà, hồn ma bà ta cũng không có hại tôi được giữa lúc này đâu. Như muốn minh chứng cho lời nói của mình, Kiều Anh giơ cái mặt dây chuyền Quan Âm sáng lóa trước ngực lên cho chính xem. Cũng chẳng thèm nhìn xem chồng có phản ứng gì, cô ta xoay người đi vào trong nhà tắm, trèo vào bồn và tận hưởng thứ làn nước ấm sảng khoái. Đang liêm diêm, đột nhiên bên tai có tiếng mở cửa. Tiếp đến là có thứ gì đó rớt vào trong bồn nước. Cô ta tức tối mở mắt ra mắng. Chính, anh làm điên làm khùng vậy? Nhưng chưa nói hết câu, cô ta đã phải sợ hãi mà hét lên. Vì có một cái đầu người hơi ngôi lên từ trong bồn nước, toàn bộ phần gương mặt vẫn chìm ở bên dưới, chỉ để lộ bên trên mặt nước là hai con mắt trắng giả. Dù phần miệng đang bị ngâm trong nước, nhưng bên tai Kiều Anh vẫn nghe được tiếng nói âm u phát ra. Mày đi trước, còn tụi nó tao sẽ đưa đi sau. Cái đầu kia nói xong thì không kịp đợi ả phản ứng, máu từ nơi hốc mắt của nó lập tức chảy tràn ra, làm cho mặt nước vốn đang trong veo dần hiện lên sắc hồng, rồi lại chuyển sang một màu đỏ thẫm. Mùi tanh tưởi bốc lên lợm giọng. Trong tức khắc, Kiều Anh cảm thấy chân mình rất đau. Cô dùng hết sức bình sinh đá văng cái đầu kinh dị kia ra khỏi bồn nước, rồi lảo đảo đứng bật dậy ra ngoài. Chính dường như mới ra khỏi phòng, cửa vẫn còn hé mở. Kiều Anh tập tễnh quấn khăn, hướng cửa muốn gào lên gọi chồng, nhưng đã quá muộn. Cánh cửa như có thế lực tâm linh điều khiển, liền đóng sầm lại một tiếng, triệt để cắt đứt con đường cầu cứu cuối cùng của cô ta. Đèn trên trần nhấp nháy mấy cái rồi bật sáng hẳn lên. Kiều Anh trùng mình lui lại, mồ hôi trên lưng kèm theo nước chưa kịp khô thấm ướt cả mảng khăn quấn quanh người. Cô ta cảnh giác sợ sệt, quay đầu nhìn về phía nhà tắm. Đợi một lúc chẳng thấy động tĩnh gì, cô ta mới bắt đầu chạy lại cửa, gấp rút vặn tay nắm. Nhưng cửa bị khóa bên ngoài rồi. Kiều Anh vẫn không chịu thua, muốn bỏ chạy ra ban công gọi người cứu, thì thấy bên dưới chân bắt đầu nhói lên từng cơn đau. Cô ta rên lên một tiếng, rồi đưa cặp mắt hoảng loạn mà nhìn xuống. Nơi mắt cá chân của Kiều Anh, từ khi nào đang mọc ra một búp hoa, rồi nó nở rộ, xòe ra những cánh màu đỏ thẫm. Cái bông hoa kia liên tục xé da thịt Kiều Anh mà mọc cao lên đến trên đùi. Ả ta nhìn thấy cảnh này mà tê rần cả da đầu, chửi thề trong miệng một tiếng, rồi gấp rút quơ tay lên bàn trong phòng, lấy con dao gọt trái cây, mạnh tay cắt phăng đi những đóa hoa quỷ dị
đang mọc trên chân mình. Nhưng ả cắt tới đâu thì bản thân lại thấy đau đớn tới đó. Cứ như thể những đóa hoa kia là một phần cơ thể của ả vậy. Máu me cùng với da thịt bị xé ra vương vãi trên sàn nhà. Kiều Anh cố gắng cắt bao nhiêu thì những bông hoa quái dị kia mọc ra càng nhanh và nhiều hơn. Kiều Anh lúc này không chịu đựng nổi, ả điên cuồng đập cửa gào khóc. Thế nhưng ả lập tức bị một bàn tay nắm lấy cổ chân đang đau rát mà kéo ngược lại, rồi cứ thế lôi sành sạch vào trong nhà tắm, để lại một vệt máu dài tanh tưởi đỏ tươi trên sàn gạch bóng loáng. Ả tuyệt vọng nhìn về phía cánh cửa phòng. Kỳ lạ là lúc này nó lại mở ra như đang trêu ngươi ả. Kiều Anh dùng hết sức bình sinh hét lên thật to, nhưng dường như không có ai nghe thấy ả cả. Đợi đến khi bên trong phòng im ắng trở lại, một bóng áo đỏ đứng ở cuối vườn hoa nhà họ Trần mới nhìn lên, mỉm cười và rời đi. Buổi trưa hôm đó, Minh Huy đưa Vân Định về thăm nhà mẹ. Kiều Anh thì không thấy bóng dáng tăm hơi đâu, nên cả nhà ai cũng nghĩ ả đi chơi rồi. Quân và Chính bởi vì những chuyện xảy ra gần đây tâm trạng không tốt nên rủ nhau đi nhậu ở quán gần nhà. Cuối cùng chẳng có ai nghe lời ở yên trong nhà, ngoại trừ Linh Ngọc. Cô vốn rất ít nói, vẫn hay tru trú ở trong góc vườn trồng hoa, sẵn tiện còn kiêm luôn nhiệm vụ trông con giùm anh chồng. Lại nói bà Hân và ông Tân, hai người đi chưa bao lâu thì xe lại bị hư. Thấy ngoài trời vẫn còn sớm, ông Tân bảo bà cùng xuống xe tìm quán ăn trước, đợi thợ sửa xong thì lại xuất phát tiếp. Khúc đường này cũng rất lạ, hoang vu vắng vẻ, nhà dân thì cách nhau rất xa. Hai người phải tìm rất lâu mới tìm được một tiệm phở. Ngồi vào bàn, bà Hân mới nhận thấy quán phở này có hơi cũ nát. Trên bàn bụi đậm cả một lớp, như kiểu lâu rồi chưa có ai quét dọn. Có điều bên trong quầy có một nồi nước dùng to, khói bốc lên nghi ngút, và có một mùi thơm nhẹ thoang thoảng lan ra trong không khí. Có một người phụ nữ bịt kín khẩu trang đang cầm cuội chế biến. Dưới làn khói trắng của nồi súp và hương thơm, ông Tân không nhịn được cái bụng đang réo gọi. Mặc kệ cái bàn dơ mà bẫy tay kêu: "Bà chủ ơi, cho hai tô phở đi, nhanh lên chút xíu nha, tôi đang có việc gấp." "Ờ, biết rồi." Bên trong đó cũng truyền ra một giọng nói già nua. Hai vợ chồng ông Tân vừa lấy khăn giấy lau mặt bàn, vừa thầm rủa cái tiệm mà làm ăn dơ bẩn ghê. Nhưng bây giờ muốn đi tìm quán khác cũng rất khó, nên đành nhắm mắt nhắm mũi chờ đợi. Ít lâu sau, hai tô phở nóng hổi được người đàn bà kia bưng ra. Cả hai vợ chồng không nói chuyện nữa mà tập trung ăn. Được nửa chừng thì ông Tân lại bị mắc nghẹn bởi một thứ gì đó mềm mềm và tròn to, rất là khó nuốt. Đem thứ nhợn nhợn cổ họng đó nhổ ra tay, ông Tân mới tá quả phát hiện ra thứ mà ông cố nhai nãy giờ là một con mắt người vẫn còn cử động. Nó xoay xoay đảo đảo phần tròng đen rồi nhìn thẳng về phía ông Tân. Sau đó không kịp để ông ta quăng cái thứ đáng sợ đó đi, thì từ đâu một bàn tay xương xẩu đã thò tới gấp lấy con mắt. Hai vợ chồng quay lại nhìn người vừa mới gấp con mắt thì liền sợ tới muốn bể cả mặt, lập tức co trúm nép sát vào nhau. Bởi trước mặt họ là hồn ma của bà Huệ đang cố gắng gắn lại con mắt của mình. Vừa gắn, bà ta vừa cười lanh lảnh lên: "Xin lỗi ngang, bất cẩn làm rơi trong nồi nước súp. Nãy giờ kiếm hoài không thấy, thì ra rơi vào tô của ông sao? Ông Tân à." "Sao hả? Phở tôi nấu có ngon miệng không? Có thiếu thịt không?"
để tôi cho thêm thịt. Đều là người quen cả, tôi không tiếc chút thịt này đâu. Vừa nói bà ta vừa đưa tay lấy ra những miếng thịt vụn sắp rớt khỏi cơ thể mình mà chìa về phía ông Tân và bà Hân. Bà Hân kinh hãi nôn trào hết những cái gì vừa ăn. Lúc này bà ta nhìn lại thì mới phát hiện nào phải quán xá gì. Hai vợ chồng đang ngồi trong một bụi cây tùm. Còn hai người đang ăn là dung dế, sâu bọ vẫn còn sống sợ sợ. Chúng thi nhau bò lúc nhúc trông thật kinh tởm. Cả hai cố móc họng mà ói ra. Ói hết lại kéo nhau chạy trối chết ra khỏi bụi cây. Phía sau vẫn cứ nghe văng vẳng cái tiếng cười hả hê, ai oán. Hai người chạy được tới chỗ cái xe thì người tài xế thông báo nó chẳng bị cái gì cả. Họ cũng chẳng có tâm trí mà ngạc nhiên, liền trèo lên bảo tài xế chạy đi khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt. Còn về phía anh em Chính và Quân, giờ này cả hai đều đã say đến hoa mắt, uống không nổi nữa. Họ mới chịu tính tiền rồi siêu vẹo cùng nhau trở về. Đi mấy bước tới đoạn đường có bụi sậy rậm rạp, Minh Chính cảm thấy muốn xả nước cứu thân. Cả bèn bảo em trai đứng đợi bên lề đường, còn mình thì chui vào giải quyết. Quân ừ hử, vừa đợi vừa ngước cặp mắt mơ màng nhìn ra con đường lộ vắng vẻ. Không biết có phải do say quá hay không mà hắn chợt nhìn thấy có một đứa bé gái rất nhỏ, mặc váy hoa, đang đứng giữa đường nhìn mình chầm chầm. Quân cảm thấy thật vô lý, giờ này ai lại cho con nít ra ngoài. Nhưng vừa mới chớp cặp mắt để nhìn cho kỹ lại thì hắn đã chẳng thấy cô bé kia đâu nữa cả. Còn đang hoang mang thì Quân lại cảm thấy có thứ gì đó nặng trĩu đang đè lên hai vai. Rồi thì một cơn gió lạnh ở sau bụi lau sậy thổi tới, làm hắn không kìm được sự chột dạ trong lòng. Hết đưa tay lên xoa vai rồi lại gọi vọng vào trong bụi sậy. Nè anh ơi, anh xong chưa vậy? Không thấy Chính trả lời, Quân bắt đầu bất an nên quyết định lần mò vào trong đó tìm người. Đến lúc vào bên trong rồi hắn mới phát hiện ra Chính đang ngủ luôn dưới đất do quá say. Thấy cảnh tượng này, Quân không khỏi chán chường. Nghĩ nghĩ thế để anh trai nằm đây cũng không ổn lắm, hắn quyết định cõng gã về. Chỉ là hôm nay Quân thấy hai vai mình nặng trĩu, cõng thêm một người 70-80 kg càng thêm mệt nhọc. Về tới nhà thì nghe tiếng Minh Huy hỏi: "Ủa, hai anh về rồi sao? Con bé nào mà ngồi trên vai của anh vậy? Con nhà ai mà anh dẫn về đây?" Quân đang mệt muốn chết, nghe thằng em nói khùng nói điên cũng không thèm đếm xỉa tới. Chỉ quăng thân xác bất tỉnh nhân sự của Chính cho Huy lo liệu, còn bản thân thì lên phòng nằm lăn ra giường mà ngủ. Quân không hề hay biết rằng lời của Huy nói hoàn toàn là thật. Trên người hắn từ khi nào đã xuất hiện cái bóng của đứa bé gái mặc váy hoa. Cả cơ thể con bé toàn là máu dịch nhơ nhớp, đang hướng mắt nhìn gương mặt ngủ say của hắn mà cười lên thích chí. Cha ơi, cha quên con rồi sao? Cha xấu quá đi. Nhưng mà không sao, anh ấy bảo sẽ có cách cho con và cha được đoàn tụ á. Trong nhà chẳng ai nghe thấy chuyện xảy ra bên trong phòng của Quân, ngoại trừ một người đang ngồi ở căn hầm tối. Dưới ánh nến đỏ, hai bàn tay thon dài trắng nõn của người đó giơ lên. Một tay cầm con dao sáng lóa, một tay thì đưa ra. Chỉ nghe một tiếng rẹt dứt khoát, máu từ cổ tay kia chảy ra, nhỏ xuống một chậu hoa bên dưới. Miệng người nọ tô son đỏ chót, dưới ánh nến càng thêm sinh động ma mị. Người đó mấp máy môi, đọc rì rầm vài câu không rõ nghĩa,
Đợi khi dừng lại thì chậu cây hứng máu đã nở ra thêm mấy nụ hoa. Tạm lấy mảnh vải trên kệ băng bó cổ tay bị đứt, cái người thần bí kia lại nở một nụ cười xảo quyệt xen lẫn tinh ranh. Chẳng mấy chốc, làn váy đỏ thước tha kiều diễm lướt đi trên sàn đá, đi ra khỏi hầm. Người đó vừa đi vừa hát ngâm nga, đoạn lại khẳng đặc thì thầm nho nhỏ: một con chuột chết, tiếp theo lại đến lượt con nào chết nữa đây? Rồi như nhớ ra gì đó, cô gái che miệng cười lên vui vẻ, đưa tay khóa cửa hầm và rời đi. Sáng hôm sau, Vân Đình nấu xong bữa sáng dọn ra thì những người trong nhà cũng lần lượt ngồi vào bàn ăn. Quân và Chính đầu đau nhức như búa bổ, vừa ăn vừa nhăn mặt nhăn mày. Linh Ngọc thì vẫn như trước, trầm mặc ít nói, trên tay ẵm theo nhóc Tuấn đang uống sữa ngồi bên cạnh chồng. Trên tay Linh Ngọc có băng một miếng vải trắng. Huy thấy lạ nên hỏi: ủa chị Ngọc, tay chị bị gì? Ngọc ngước gương mặt hơi nhợt nhạt thiếu sinh khí của mình, liền đáp: à, tôi không cẩn thận bị cây quẹt trúng đó mà. Huy kín đáo đánh ánh mắt nhìn vợ. Vân Định cũng đang chau mày nhìn qua. Cả hai trao đổi một cái nhìn nghi hoặc. Thật ra hôm qua hai vợ chồng Huy không hề về nhà bà Lành, mẹ đẻ của Vân Định, để thăm hỏi như đã nói, mà thật ra là đi đến chùa tìm sư thầy Đỗ Mục nhờ giúp gia đình của mình. Khi đến đại sảnh, tiếng chuông đồng vang lên êm êm. Sư thầy đang ngồi đối diện với hai vợ chồng. Ông nhìn thẳng vào ấn đường của Huy rồi nói với anh rằng: trong nhà con có người nuôi ngải, nhưng ngải gì thì ta không rõ. Trách thì trách đạo hạnh của ta không cao, không giúp được gì cho con rồi. Trước khi hai vợ chồng ra về, sư còn đưa cho họ bùa bình an. Cũng từ lúc ra khỏi chùa, vợ chồng Minh Huy bắt đầu nghi ngờ Linh Ngọc. Bởi trong nhà, chị ta là người lầm lì ít nói. Sau khi bị sảy thai, còn hay thần thần bí bí, suốt ngày chỉ thẫn thờ ở ngoài vườn trồng hoa. Bây giờ nhìn thấy tay Linh Ngọc đột nhiên bị thương, hai người sinh nghi cũng không có gì lạ. À, nhắc mới nhớ, chị Kiều Anh đâu rồi? Sao không kêu ăn cơm vậy anh hai? Ủa, hôm qua chị mày đi chơi có về không? Em đâu có biết, hôm qua em cũng về trễ, nhưng mà thấy xe hơi vẫn còn đậu ở trong chỗ, chắc là về rồi đó. Anh lên kêu chị xuống sáng đi. Khỏi đi, cậu ta muốn ăn thì xuống chi. Nói được một nửa, Minh Chính như nhớ lại cái gì đó, liền đứng dậy đi lên trên phòng. Mà thôi, để lên kêu coi sao. Những người còn lại trên bàn ăn cũng không để ý lắm, vì trong nhà này ai mà chẳng biết. Minh Chính sợ Kiều Anh hơn sợ cọp, thiếu mỗi nước lập bàn thờ mà cúng thôi. Theo bước chân của Chính lên trên lầu, một mùi hôi hám tanh tưởi bỗng chốc ập vào mũi gã. Ban đầu mùi hôi kia còn nhàn nhạt, càng gần đến phòng mình thì thứ mùi kia càng nồng hơn, khiến cho Chính phải bịt mũi lại mới có thể tiếp tục đi tiếp. Cạch một tiếng, cửa mở ra. Minh Chính đưa mắt vào giường nhưng không thấy ai nằm trên đó cả. Kiều Anh à, xuống sáng kìa em. Gã vừa bịt mũi vừa bước vào nhà vệ sinh, nhưng bên tai lại nghe tiếng nước và tiếng ù ù của mấy con ruồi nhặn đang bay ra trên bậc cửa nhà tắm, mà mùi hôi cũng từ đây mà phát ra nồng nặc nhất. Hắn có hơi bất an, quên luôn cả gõ cửa, vặn tay nắm bước một bước chân vào nhà tắm. Cửa nhà tắm vừa được mở, đám ruồi nhặn được dịp liền túa ra cả đàn, để lộ ra bên trong nhà tắm đã
máu đã bắn thành từng mảng trên bức tường trắng. Trong cái bồn tắm sang trọng chứa thứ nước đỏ ngầu. Bên cạnh bồn là phần thân của Kiều Anh, còn đầu của cô ta thì nằm lăn lóc trên nền đất. Quanh phần thịt nhầy nhụa bị chặt đứt lìa ở cổ, một vũng máu đọng lại gần như đã khô cứng. Vài con ruồi xanh vẫn còn đậu ở đó, phát ra tiếng vo ve. Gương mặt của Kiều Anh thì không cần nói, hai mắt và miệng của ả ta há lớn đầy sợ hãi, như kiểu trước khi chết đã phải chứng kiến một thứ rất đáng sợ. Mình chính nhìn tới đâu tê rần da đầu đến đó. Cổ họng theo phản xạ sinh lý mà gào lên một tiếng đầy khiếp đảm, muốn lùi chân ra ngoài thoát khỏi nơi đầm đìa máu dịch kia. Nhưng chân của gã lại bị hụt, một mạch ngã xuống trên đất. Hắn vừa lùi ra khỏi khu vực phòng tắm vừa la, vì chân gã đã quá sợ hãi mà mềm nhũn, không theo sự điều khiển của gã nữa. Tiếng la của Chính khiến cho tất cả thành viên trong nhà kéo đến. Quân chạy nhanh nhất, thấy cảnh tượng trong nhà tắm kia, bụng cũng không khỏi cuồn cuộn buồn nôn. Huy có lẽ là người bình tĩnh nhất. Anh kéo vợ và Linh Ngọc ra ngoài, tránh để cho họ ám ảnh, rồi sau đó lấy điện thoại ra báo án. Rất nhanh cơ quan chức năng đã đến và phong tỏa hiện trường để điều tra. Thi thể không đầu của Kiều Anh đã được đem ra khỏi bồn tắm đầy máu. Lúc này Minh Chính là chồng của nạn nhân được gọi ra để hỏi trên người vợ gã có bị mất vàng hay trang sức gì hay không. Nhưng gã không phản ứng với câu hỏi của người thi hành công vụ, mà chỉ chú ý đến những đóa hoa đỏ mọc trên mắt cá chân của xác chết. Mấy anh có thấy trên chân vợ tôi có thứ gì hay không? Đối với lời của Chính, những người khác chỉ nghĩ là gã bị dọa sợ nên sinh ra ảo giác. Bởi trong mắt họ, chân của xác chết chẳng có gì. Nói cách khác, chỉ có một mình gã thấy được những đóa hoa đỏ kia. Bên nhà vợ của Minh Chính nghe hung tin, liền bảo gã đem cháu về bên đó cho an toàn. Tất nhiên gã cũng sợ ở lại nơi ma quỷ ám này, nên ngay trong ngày liền ôm thằng bé Tuấn lên xe hơi rời đi. Nhưng quyết định kia của gã cũng chẳng giúp gã thoát thân được. Minh Chính sau khi cài dây an toàn cho mình và con thì mặc kệ mọi chuyện, lập tức đạp ga chạy như điên trên con đường quốc lộ. Gã thật sự không nghĩ ra được ai có thể thần không biết, quỷ không hay mà vào nhà gã giết người. Dưới ánh nhìn của camera quay 24/24, lại nói gã thế mà ngủ trong phòng cùng xác chết của vợ mình qua một đêm mà không hề hay biết. Nghĩ đến thôi, gã đã muốn rụng rời cả chân tay. Trong lúc đang hoảng loạn như thế, gã thấy phía sau lưng có một bóng người cứ nhìn mình lơm lơm. Đợi khi gã kịp nhận ra bóng người đó là ai thì tay lái đã bị lạc. Lần này có kinh nghiệm, gã thắng gấp lại. Nhiều người đứng trong lề xém bị xe của gã tông trúng mà chửi ầm cả lên. Nhưng gã mặc kệ. Tâm trí của gã bây giờ như bị bóng ma điều khiển. Ôm đứa trẻ đang khóc ré lên mà bỏ ra khỏi xe, tìm đường trốn chạy. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, Minh Chính lại chạy lên tầng thượng của một công trình bỏ hoang. Khi định thần lại thì gã mới xám hồn phát hiện ra mình đã đứng ngay trên thành sân thượng rồi. Chỉ thiếu một bước nữa là nhảy xuống thôi. Đứa con trong lòng đang gào khóc cựa quậy. Bỗng nhiên gã thấy mắt cá chân của mình đau đớn khôn xiết. Vừa đau vừa sợ, lùi ra khỏi thành sân thượng, đặt nhẹ thằng Tuấn xuống đất, rồi mới từ từ vén ống quần tay lên mà xem. Đập vào mắt gã đầu tiên là nụ hoa đỏ đó. Nó thấy gã vén lớp quần lên, liền bắt đầu nở rồi mọc lan lên trên. Cơn đau xé da xé thịt mà trước đây Kiều Anh từng trải qua, bây giờ đến lượt Minh Chính phải gánh chịu. Gã cố nắm lấy cành hoa kia mà nhổ ra, nhưng càng nhổ thì thịt và máu của gã càng chảy ra nhiều thêm. Anh sẽ làm vậy chi cho mất công.
càng muốn cắt đứt, nó sẽ càng bám chặt hơn mà thôi. Mình chính có hơi sửng sốt quay đầu lại nhìn. Trước mắt gã bây giờ là một cô gái mặc bộ váy đỏ, mái tóc đen dài buông xõa, làn da trắng tái nhợt nhạt như thiếu máu, đang đứng nhìn gã bằng ánh mắt căm thù. Linh Ngọc, là mày? Gã không thể tin mà nhìn cô gái kia lơm lơm. Nhưng cô ta không quan tâm gã, chỉ nghiêng mặt nhìn xuống dưới lầu, rồi nở nụ cười, nói một chuyện không liên quan. Anh còn nhớ ngày tôi mất đi đứa con đau đớn như thế nào hay không? Mà có lẽ đối với loại người máu lạnh như gia đình anh á, thì chắc không hiểu được nỗi đau đó đâu. Chính nghe nhắc đến chuyện đó thì không khỏi chột dạ, giật nảy mình một cái. Sao gã quên được? Ngày đó gã tiệc tùng chè chén trở về, loạn choạng, tỉnh tỉnh mê mê, thấy Ngọc đang ngồi sau vườn ngắm hoa. Chẳng biết có phải do men say hay không mà gã hưng phấn nhào đến muốn cưỡng hôn em dâu mình. Chẳng may chưa kịp làm gì đã bị Quân phát hiện. Quân không hỏi ngọn nguồn đầu đuôi đã lao ra đánh Ngọc tới tấp. Chính sợ anh em vì sai lầm này mà bất hòa, rồi sợ các con sư tử cái vợ hắn, nên đổ mọi tội lỗi lên đầu Ngọc, nói rằng cô quyến rũ anh chồng. Cứ thế mặc kệ cho cô đang mang thai mà bị đánh, còn bản thân thì bỏ về phòng. Kết quả là Ngọc sảy thai. Bà Hân cứ vịnh vào cái cớ đó mà đai nghiến Ngọc mãi thôi. Quên rồi sao? Quên rồi thì tôi cho anh gặp lại con tôi. Như vậy anh sẽ nhớ ra những tội lỗi mà anh đã gây. Cái gì? Mày nói điên nói khùng gì đó? Sao mày lại đây? Có phải cái chết của vợ tao là do mày làm hay không? Lần này Ngọc thật sự không đáp lời. Chính chỉ nghe bên tai mình bỗng phát ra tiếng cười lanh lảnh của trẻ con. Sau đó nơi mắt cá chân của gã vang lên tiếng của đứa trẻ non nớt mà dị thường khoái gở. Bác Hai ơi, bác sẽ xuống chơi cùng con đúng không? Con đợi bác lâu lắm rồi á. Bác Hai ơi, con đau lắm, ba đánh đau lắm, đều tại bác hết. Bác đền bác Hai. Chính sợn cả gai ốc, mở to đôi mắt nhìn xuống mắt cá chân mình. Trên mỗi bông hoa là một cái đầu nhỏ xíu đang thò ra nói chuyện với gã. Chính sợ hãi tột độ, vừa gào vừa hất chân, mong rằng thứ quái dị kia sẽ văng ra. Nhưng xui xẻo sao, gã lại lùi tới gần thành sân thượng, rồi theo đà hoảng loạn mà rơi xuống. Thân hình bị một thanh sắt bên dưới cắm xuyên qua, máu tươi phục ra xối xả. Phần đầu của gã không biết bị thứ quái quỷ gì cắt đứt lìa, rơi xuống lăn lóc bên vệ đường. Ông Tân và bà Hân khi vừa mới tới được nơi thầy Lục ở thì được Minh Huy gọi điện báo tin dữ. Quá kích động vì mất con, cả hai gấp rút kéo theo thầy Lục lên xe về lại nhà ngay trong đêm. Ngoài trời lúc này mưa lất phất, gió thổi từng cơn mang theo hơi lạnh ẩm ướt, làm cho căn biệt thự họ Trần thêm tang thương. Nơi sảnh chính, dưới ánh đèn trần sáng loá, hai cái quan tài đỏ chót nằm ở chính giữa. Chung quanh là vài người hàng xóm láng giềng cùng với vợ chồng Huy và Quân ngồi lặng lẽ chờ đợi ông Thân bà Hân trở về. Bên phía cơ quan chức năng vẫn còn đang điều tra, bị nghi ngờ chính có liên quan đến cái chết của vợ nên gã mới tự sát. Chờ đợi không lâu thì ngoài trận mưa lớn có ba bóng người đi vào, mình mẩy ai cũng ướt nhẹp. Bà Hân vào nhà đầu tiên, bà hổn hển như sắp đứt hơi. Thằng Chính còn tôi đâu rồi? Sao không đợi mẹ về con ơi? Bà lao vào ôm lấy cổ quan tài, dùng tay đập liên hồi lên nắp áo quan. Ông Tân thì có vẻ bình tĩnh hơn,
Ông tiến tới vỗ vai vợ, nói trong nước mắt: chuyện đâu còn có đó, bà phải ráng bình tĩnh đi. Bình tĩnh cái gì? Con tôi nó bị hại chết rồi, ông không thấy hay sao? Bà ta như giận quá hóa điên, đứng dậy xua tay đuổi hết mấy người hàng xóm có mặt sang phụ giúp. Phải đợi đến khi mấy người ngoài đi hết, thầy Lục mới lên tiếng: bà phải tỉnh táo lên, nếu không người chết tiếp theo sẽ là bà đó. Thầy ơi, thầy phải giúp nhà con, mà bắt giọng ma con Huệ lại, rồi làm cho nó hồn siêu phách tán luôn đi thầy. Bốn chữ hồn siêu phách tán từ miệng bà Hân nói ra. Ở trong góc nhà, có một đôi mắt hận thù nhìn bà Hân càng sâu thêm mấy tấc. Bà an tâm đi, lần này tôi sẽ trị tận gốc. Mà bà mở nắp áo quan con trai bà lên, cho ta nhìn qua cái xác có được không? Dạ được chứ. Bà Hân lập tức quay sang Bảo Huy, mở quan tài ra. Anh không muốn làm rối thêm mọi chuyện, nên lập tức nghe theo lời mẹ. Nắp quan tài được mở ra, bên trong là thi thể đã được phía dịch vụ trang điểm tử thi gấp rút chỉnh lại, nên nhìn cũng đỡ ghê hơn ban đầu. Thầy Lục nhìn từ trên xuống dưới, liền chau mày. Ông hoang mang tột độ: không thể nào, sao lại có người dám luyện nó chứ? Có chuyện gì không ổn sao thưa thầy? Không được rồi, nhà ông bị hạ huyết nhân ngải rồi. Loài này là chúa của các loại ngải, đã bị thất truyền cách nuôi từ lâu. Tuy ta không biết tại sao, nhưng mà ông nhìn đi. Ông ta nói, rồi chỉ tay xuống phía dưới chân thi thể của chính. Ở chỗ có mấy đóa hoa đỏ đang nở ra. Đoạn nói tiếp: đây là dấu hiệu khi ngải qua ma ám người. Một khi trúng ngải, sẽ bị nhiều dòng ma đu bám đến chết, hoặc là bị chính đóa hoa kia ăn mòn hút máu. Chỉ những ai bị bỏ huyết nhân ngải thì mới trông thấy đóa hoa đó thôi. Cái gì? Minh Quân là người đầu tiên sợ sệt kêu lên. Thầy Lục mặc kệ hắn, tiếp tục nói: ngải này muốn phá rất khó, phải tìm ra người nuôi ngải mới diệt được. Bởi vì ngải này trồng không có bình thường. Thế nào là không bình thường? Thầy Lục từ tốn giải thích rằng huyết nhân ngải được nuôi bằng cơ thể người, máu chính chủ cũng chính là thức ăn của nó. Ban đầu để nuôi được thì phải nuốt ngải. Hình thức này rất đau đớn, thường có người nuốt không nổi còn bị cắn ngược cho mà chết. Nhưng sau khi thành công nuốt được thì phải lập khế ước cho nó hấp thụ máu đầu tiên của mình. 15 ngày ký chủ, nó sẽ giết chết những ai mà chủ ra lệnh, sau đó dùng máu của bọn họ mà tồn tại. Nếu như ký chủ đổi ý không muốn giết kẻ thù nữa, thì huyết nhân ngải sẽ định nghĩa là chủ phản bội nó, và nó sẽ cắn chết ký chủ. Vì vậy mà giới đạo pháp ai cũng biết huyết nhân ngải là con dao hai lưỡi. Một khi đã chọn nuốt nó báo thù thì coi như không còn đường lui. Không ngờ lại có người vì muốn giết gia đình ông bà mà dám luyện nó. Phải hận thù tới mức nào mới có thể làm đến bước này chứ? Bây giờ đừng nói là giúp, bây giờ ta mà nhúng tay vào, không chừng chết cũng không yên. Các người có tìm ra cũng không thể làm gì. Ngải ở trong tim người thi thuật, muốn phá chỉ có cách giết người đó thôi. Mà đây là điều không bao giờ làm được. Giải bài xong, thầy Lục cũng chẳng nán lại. Ông ta lập tức mặc kệ mưa gió mà rời đi, trước sự ngỡ ngàng của các thành viên trong gia đình họ Trần. Màn đêm buông xuống, người nhà họ Trần co trúm sợ hãi canh gác bên quan tài. Vân Đình sợ mọi người mệt nên kéo tay chồng ra giấu bảo: hay là kêu cha mẹ với anh chị về phòng ngủ đi, em cùng anh ở đây canh là được rồi.
Huy thấy ý kiến của vợ rất đúng, liền nêu lên đề nghị. Ông Tân thấy bà Hân cũng đã mệt cho nên đồng ý, đứng dậy dìu bà lên phòng. Quân cùng Ngọc cũng rời đi ngay sau đó. Đợi khi mọi người đã đi hết, trong phòng chỉ còn lại hai người. Minh Huy mới quay nhìn sang vợ mình, hồi lâu mới mở lời đầy khổ sở. Tại sao lại là em chứ? Vân Đình tỏ ra ngơ ngác nhìn anh. Hai mắt cô dưới ánh đèn trên bàn thờ híp lại, hơi tăm tối. Đột nhiên Huy thấy đầu mình đau nhói. Trước lúc kịp hiểu ra, mắt anh đã xoay tròn rồi tối sầm đi. Hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy được, đó là cảnh Vân Đình cười với anh. Một nụ cười thật lòng, mà từ khi về làm dâu đến giờ, cô mới để lộ nó ra ở giây phút cuối cùng này. Thấy Huy đã ngất xỉu, một cô gái mặc váy đỏ bước ra nói với Vân Đình: "Tôi chỉ giúp tới đây thôi, phần còn lại tự mình giải quyết đi. Tôi sắp được đi gặp con mình rồi. Cảm ơn." Dứt lời, cô gái kia bước thẳng lên lầu. Vân Đình ngồi lặng im xuống bên cạnh Minh Huy. Cô nhìn anh chăm chú, như muốn khắc sâu dáng vẻ này. Sau một lúc, cô lại ngước cặp mắt ưu tư, nhìn ra ngoài trời mưa rã rích. Một bông hoa đỏ nữa lại lộ rõ trên cánh tay trắng nõn của cô. Minh Huy à, chúng ta đều không có đường để lui. Chấp nhận đi. Chúng ta đã là những đứa trẻ, không còn nhà để về. Trước khi bữa đại tiệc trả thù thực sự bắt đầu, Vân Đình đưa Huy đang bất tỉnh nhân sự về nhà bà Lành, ân nhân cứu mạng của mình nhiều năm qua. Bà Lành đã đứng sẵn ở cửa, thấy Vân Đình liền vẫy tay. Hai người đưa Huy vào nhà kho của nhà bà rồi khóa cửa lại. Xong xuôi, bà mới kéo tay Vân Đình hỏi: "Con sẽ không trở về nữa sao?" Đây không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Vân Đình không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của bà, chỉ dang hai tay ôm bà Lành, nhỏ giọng thủ thỉ: "Cảm ơn mẹ, vì đã cho con mượn thân phận của chị ấy. Lại phải để mẹ đau lòng lần nữa vì đứa con này rồi." Nước mắt cứ thế trời thấm ướt lưng bà Lành. Bà không nhiều lời, vỏn vẹn chúc cô một câu: "Lên đường bình an." Vân Đình gật nhẹ đầu, buông bà ra rồi xoay người trở về nhà họ Trần. Phía này ánh lửa đã được châm ngồi, tàn khốc mà lại diễm lệ. Ông Tân với bà Hân đang ngủ say, bị sặc khói liền hốt hoảng chạy ra khỏi sân. Nhìn cảnh tượng biển lửa từ khi nào đã bao trùm căn nhà, cả hai không ngừng gào thét kêu cứu. Nhưng dù họ có gào trách cổ họng thì cũng vô vọng, vì cách quá xa nhà dân. Mà bây giờ lại đang là nửa đêm, ai để ý đến nhà họ đang cháy cơ chứ. Trong lúc đang hoảng loạn cả lên, thì từ trên tầng cao vang lên tiếng thủy tinh vỡ. Một người lao ra chỗ ban công với thân thể máu me bê bết, miệng không ngừng kêu cứu, tay thì ôm bụng bịt vết thương đang chảy máu. "Thằng Quân, con tôi." Bà Hân đứng phía dưới thấy Quân máu me bầy nhầy thì sợ hãi đau đớn không thôi, vừa khóc vừa kéo tay chồng. Nhưng không đợi bà hỏi thêm là tại sao, một người con gái mặc váy đỏ đã bước ra cầm theo một con dao bén ngót. Trên mặt cô ta dính máu đỏ đến từng giọt, đến ớn cả người. Khóe miệng khẽ nở ra một nụ cười, hướng mẹ chồng mình mà nói: "Mẹ chồng à, có phải mẹ thương con mẹ lắm không? Có phải mẹ sẽ giết kẻ nào làm hại con mẹ đúng không?"
biết làm sao được bây giờ. Con cũng là kiểu người đó mà. Hễ ai đụng vào con mình, con liền muốn băm hắn ra làm trăm mảnh. Dứt lời, con dao trên tay Ngọc lại giơ lên với lực đâm mạnh khủng khiếp. Đến nỗi Minh Quân thường ngày mạnh như trâu cũng không cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một dao rồi lại một dao phầm phập đâm vào da thịt mình. Máu dịch bắn lên như pháo hoa Tết lan ra trên bầu trời. Xác của Minh Quân từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không có vết đâm, chẳng còn nhìn rõ được nhân dạng. Ngọc nhẹ nâng xác hắn lên để cho hắn rơi tự do tới trước mặt ông Tân bà Hân đang chết cứng bên dưới. Sau khi kết thúc sinh mạng chồng mình, Ngọc mang cả người toàn máu quay đầu vào trong phòng, bỏ ngoài tai tiếng la hét chửi bới của bà Hân. Trong mắt cô là hồn ma của một đứa bé gái đang ngồi trên giường vui vẻ nói: "Mẹ, mẹ cho ba xuống cùng con rồi hả?" "Ừ, ba con xuống dưới rồi. Mẹ cũng xuống chơi với con liền đi." Ngọc dịu dàng nhìn đứa con đã chết của mình. Hồn ma bé con thế mà lại càng thêm phấn khích. Nó bay lên vỗ tay vừa nói: "Mẹ chết đi, chết đi mẹ. Mau lên một xíu, con còn phải xuống giúp anh ấy một tay." Ngọc gật đầu, kề con dao bén nhọn lên cổ, cứa mạnh một đường. Cứ thế mà chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, mạng của hai vợ chồng lại đã ra đi. Ngọn lửa tại căn biệt thự đang ngày một cháy cao, ánh lửa phừng phực, tàn tro và khói đen tung hoành ngang dọc. Xung quanh biệt thự được bao bọc bởi tường lẫn hàng rào kiên cố, tất cả đều bị khóa kín, chẳng chừa cho ai trong nhà một con đường thoát thân, ngoài việc leo lên hàng rào xanh đã được gắn chằng chịt những gai nhọn bằng sắt. Mà vốn biệt thự đã được xây dựng cách xa nhà hàng xóm để có không gian yên tĩnh. Vì thế nên, trong một thoáng, cả khu đang chìm trong giấc ngủ say, không một ai phát hiện ra đám cháy lớn. Tiếng cười của cô gái vang lên trong đêm, vừa nhẹ cũng vừa bi thương, khiến cho vợ chồng già giật nảy mình sợ hãi. Họ đưa cặp mắt mở to của mình mà nhìn chằm chằm về phía cô gái, miệng lắp bắp như gặp phải ác quỷ vừa mới ngôi lên từ địa ngục Tu La. "Dừng lại đi! Sao anh lại ở đây?" Chàng trai không đáp, từ khóe miệng máu rỉ ra. Anh ta cụp mắt nhìn xuống chân mình. Quả nhiên trên chân anh ta, từ khi nào cũng đã mọc ra một nhánh hoa màu đỏ sẫm. Minh Huy mặc kệ đóa hoa kia có mọc lan ra hay không. Anh cố nuốt máu trong cổ họng xuống, khàn giọng gọi: "Lê Quang, dừng lại, cậu dừng lại đi." Vân Đình đứng sững người, mở to mắt như không tin mà hỏi Huy: "Làm sao anh biết là tôi?" "Ngay từ đầu anh đã để ý thấy em có thái độ lạ khi anh nhắc đến chuyện của dì Huệ. Em không biết, nhưng anh đã luôn để ý những biểu hiện nhỏ nhất của em. Lần cuối em về thăm mẹ lạnh, anh đã lén theo em. Anh nấp bên cạnh cửa, đã nghe được toàn bộ mọi chuyện về thân phận của em rồi. Nhưng tiếc là anh không kịp ngăn cản em." Thì ra Vân Định chính thật là Lê Quang, con trai út nhà họ Lê. Sau cái chết của ba và chị, thêm nỗi hận thù về cái chết của mẹ năm xưa, Quang sống chỉ còn với lòng báo thù. Quang lên thành phố kiếm tiền một cách điên cuồng và chờ đợi cơ hội. Trong một lần đi làm công ở một vùng núi nọ, vô tình cậu cứu được bà Lành khi bà có ý định treo cổ tự tử. Thấy cậu tứ cố vô thân, bà lại vừa mới mất đi đứa con gái do bạo bệnh nên đã cưu mang Quang.
Quang cũng coi như bà là mẹ. Bà Lành còn có một thân phận khác. Bà vốn là thầy mo trên núi. Biết được điều đó, Quang với mối hận trong lòng mình đã năn nỉ bà truyền cho cậu huyết nhân ngải của bản thân. Bà Lành ban đầu có khuyên nhủ Quang hãy buông bỏ hận thù, nhưng vẫn không được. Bà đành chọn cách giúp sức cho cậu. Qua một thời gian dài chăm chỉ làm lụng, Quang tích góp được khoản tiền lớn. Cậu dành một phần cho bà Lành như để báo ơn, còn một phần cậu sang nước ngoài thực hiện phẫu thuật chuyển giới. Có thể nói để báo thù cho gia đình mình, cậu trai trẻ đã không tiếc phải bỏ ra những gì: thân thể, thời gian, tính mạng. Khi trở thành con gái, Quang trở về lấy thân phận con gái đã chết của bà Lành là Vân Đình để mà tiếp cận Minh Huy, làm cho anh yêu mình và tiến hành kế hoạch trả thù. Người con gái kia nghe cái tên gọi gần như đã bị mọi người lãng quên lâu nay, tức khắc như bị chạm vào vẫy ngược. Cô hung tợn mà gào lên: "Câm miệng! Ai cho mày gọi tên tao? Biết rồi thì sao chứ? Đúng, tao chính là Lê Quang, con trai út của nhà họ Lê. Bất ngờ lắm chứ gì." Không còn dáng vẻ yếu đuối nữa, Vân Đình rút ra một con dao, thẳng tay cắt phăng đi mái tóc vướng víu, đưa mắt nhìn lên ngôi biệt thự đang bị lửa ăn mòn, trào phúng nói: "Minh Huy à, nhiều năm qua đi anh vẫn ngu như vậy, vẫn có thể sống với cái ý tưởng ở tù mấy năm để xoa dịu nỗi đau mất mẹ tôi hay sao? Anh nghĩ một người đã nuốt quyết nhân ngải vào bụng thì sẽ vì câu chuyện giả tạo canh mộ mẹ tôi của anh làm tôi lay động và tha thứ hay sao? Xin lỗi, thật Lê Quang thì không làm được. Một khi tôi đã nuốt thứ ngải đó thì tôi quyết phải lấy máu của những kẻ đã hại gia đình tôi tan nát để thỏa mối hận này." Bàn tay gầy gò siết chặt lấy con dao. Quang nhắm mắt. Khi mở ra, con người đã nhuộm sắc đỏ ngập đầy nước. Bỗng cậu mở miệng, âm điệu đầy thê lương: "Trần Minh Huy, rốt cuộc anh còn muốn lừa gạt tôi đến khi nào?" Minh Huy sững sờ, nghe thấy vẻ bi thương tột cùng trong giọng nói của Lê Quang. Anh ngây ngốc ngẩng đầu: "Huy à, tôi hỏi anh, anh có từng thấy họ hối hận hay không? Có từng thấy họ đến mộ mẹ tôi dập đầu tạ tội chưa?" "Chưa từng." Lê Quang rơi lệ. Những cảm xúc kiềm chế mấy năm qua sục sôi trong phút chốc. "Mười mấy năm nay không lúc nào tôi không trăn trở. Rốt cuộc là từ bao giờ gia đình anh lại thay đổi như thế? Rốt cuộc là từ khi nào anh lại chấp nhận nhận tội thay? Rốt cuộc là tại sao nhà tôi lại dễ dàng tin lời nhà anh như vậy? Rốt cuộc là giây phút nào mà chúng ta chẳng còn là bạn của nhau? Tôi mang hận suốt bao nhiêu năm, hận không phát hiện ra sự giả dối của các người từ đầu, hận tại sao bản thân không ngăn được mọi chuyện. Nếu như tôi nhận ra sớm hơn một chút thôi." Cậu càng nói càng tuyệt vọng, cổ họng khô rác đau nhức, cắt đứt lời muốn nói tiếp theo. "Lệ Quang." Huy bị huyết ngải hút máu, mặt mày tái nhợt đi, nhấc chân muốn đứng lên tiến lại gần Quang, nhưng cậu đã gạt nước trên khóe mắt, chĩa thẳng mũi dao, ngăn cản ý định bước tới gần của Huy. "Anh có biết cuộc sống sau khi mất mẹ khó khăn cỡ nào đối với tôi hay không? Từ một thằng nhỏ hoạt bát,
tôi trở thành một thằng như câm vậy. Bất kể là ở trường hay trong làng, người ta đều nhìn tôi chỉ trỏ bàn tán. Tôi mất đi một phần yêu thương từ mẹ. Đã thế mấy năm sau, chị tôi cũng phải nhập viện. Nhưng tiền thì nhà tôi không có. Gánh nặng đổ dồn lên tôi. Nhưng tôi khổ một thì cha tôi khổ mười. Là do ba mẹ anh ban cho, là gia đình anh tạo ra cả đó. Ông ấy mất vợ, ngày ngày nước mắt chan cơm. Lại vì chuyện của chị tôi mà khóc đến mù. Còn các người thì sao? Thằng Chính làm chức vụ ngày càng lớn, thằng Quân tiếp quản hợp đồng nhà máy chế biến gạo. Các người ăn sung mặc sướng, ngày ngày vui ca. Còn anh dằn vặt bản thân mình thì được gì? Mẹ tôi sống lại sao? Chị tôi hết bệnh sao? Cha tôi sẽ hết bù sao? Nên anh đừng bảo tôi hai chữ dừng lại, nó vô nghĩa lắm. Anh nhìn đi, những thứ mà cha mẹ anh yêu thích tranh giành có được, đến cuối cùng chúng có cứu nổi các người hay không? Những kẻ bao che tội lỗi của tên khốn Quân năm đó là bà Tám, là ông Bình, bà Hạnh, thằng Chính và cả con Ả Kiều anh, ai cũng phải chết. Tên thủ ác binh Quân thì chết không toàn vẹn. Cái biệt thự giàu có của các người cũng đã bị Ngọc đốt rồi. Tất cả những kẻ ám hại gia đình tôi đều chết hết rồi. Sắc đỏ trong mắt Lê Quang ngày một nồng, như sắp rỉ máu ra. Hàm răng cậu phát trung, chậm rãi nở nụ cười. Huy à, tôi không còn nhà để về. Cha tôi chỉ tôi trên đường từ bệnh viện về nhà đều tai nạn xe chết rồi. Tôi cũng chẳng còn người thân nào trên đời này nữa. Vậy tôi sống có ý nghĩa gì? Hôm nay kết thúc hết ở đây đi. Mối hận thù của chúng ta kết thúc tại đây đi. Huy yên lặng nhìn cậu, miệng há to thở hổn hển, không cất nổi lời nào. Quang nói đúng. Nhà anh có từng biết hối hận chưa? Mà anh lại có quyền cầu xin Quang tha thứ chứ. Trung rẩy một chút, Huy mới tìm lại được giọng nói của mình. Cũng ngay giây phút đó, ngọn lửa thứ hai được thiết lập phát động, cháy vòng bao quanh tường rào gai. Dưới ánh lửa hung tợn, đôi mắt của Huy đông đầy đau thương. Nghĩ đến điều đó, anh chậm chậm mỉm cười. Được rồi, thế chúng ta cùng chết đi, kết thúc mọi chuyện. Kiếp này gia đình anh sai nhiều quá, anh nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa, trả hết những gì gia đình anh nợ em. Huy cứ tưởng chỉ cần mình chấp nhận hết, cho phép Quang giết chết gia đình của mình và cả anh, thì cậu ấy sẽ vui. Nhưng trái ngược lại, cậu ta chạy ngược về phía này với sự tức giận tột độ. Quang Quang tường báo, bao giờ mới dứt đây? Con nên buông bỏ mà nhìn tỏ lòng mình. Tiếng sư thầy đổ một vang lên bên tai. Lê Quang một thân váy đỏ lảo đảo chạy tới, rồi đưa tay kéo Huy ra khỏi hai kẻ già nua đang hấp hối kia. Nước mắt cậu thế mà lại lưng tròng, vừa kéo vừa dùng tay đè lên đóa hoa đỏ
đang mọc lan ra trên chân của Huy. Huyết nhân ngải thèm khát máu người, vừa mọc liền há hàm răng tanh tưởi ra mà cắn tới. Nhưng lần này nó cắn phải tay chủ, bông hoa bị phản vệ, héo úa gào rú đi. Ma quỷ tích tụ bên trong cũng đau đớn mà đồng loạt ồ ạt thoát ra như ông vỡ tổ. Bọn ma quỷ không có chỗ chứa, còn bị phản bội, đều phẫn nộ hướng Lê Quang mà lao tới. Từng hồn ma xuyên qua cơ thể là một lần đau đớn, máu từ thất khiếu của cậu chảy ra. Huy càng thêm hoảng loạn, anh đưa tay cố đánh tan đi những đám ma quỷ đang xuyên qua người Lê Quang, nhưng đều vô dụng. Rồi đột nhiên cả cơ thể bị đẩy mạnh, Huy té ngồi trên đất, trơ mắt nhìn Lê Quang bước lui sâu vào bên trong căn biệt thự đang hừng hực cháy. Ai cho anh chết? Tôi muốn anh và hai con người kia phải dằn vặt suốt đời. Tiếng nói cuối cùng cất lên. Hết thảy nhiều năm yêu hận gần như đã vỡ vụn lụi tàn. Huy muốn đứng dậy chạy theo kéo Quang ra, ai ngờ được bà Lành cũng vừa tới kéo lại. Dưới mí mắt bị sức nóng làm cho đau rát, Huy thấy Quang đâm ngập cây dao vào tim mình. Lập tức làn khói đen từ bên trong tràn ra, kèm theo tiếng kêu gào thảm thiết của ma quỷ. Cuối cùng là ánh lửa bùng lên, nuốt chửng mất đi người anh thương. Ý thức của Huy mất đi hoàn toàn, chìm sâu vào vũng lầy tăm tối. Đợi khi Huy tỉnh dậy, đã là một ngày sau. Đám lửa đã được dập tắt, ông Tân và bà Hân cũng được cứu ra. Chỉ là sau khi biết tin hai cổ quan tài cháy đen, đứa con trai thứ hai chết đi, bà Hân hóa điên. Ông Tân thì ngây dại, vừa khóc vừa xin lỗi Quang, một cái tên mà mọi người đã không còn ai nhớ rõ. Nhưng Huy thì biết, anh biết người đó là ai. Cái người mà mang trên mình món hận nhiều năm, đến sau cùng lại vẫn không nỡ giết anh. Đêm đó anh bị đánh mạnh đến ngất xỉu, nhưng như có một loại sức mạnh tiềm tàng, anh tỉnh dậy được, vất vả xông vào biển lửa. Nhưng anh không cứu được ai cả, họ đều đã chết hết rồi. Không ngừng thở thì cũng đã chết tâm. Lần tỉnh dậy này làm cho Huy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Tại sao lại phải sống tiếp khi không còn ai bên cạnh anh nữa rồi? À quên, sao anh lại hay quên đến thế? Người đó bắt anh phải sống, sống để dằn vặt bản thân, để dây dứt nhớ nhung. 3 năm sau đó, anh ngồi bên cạnh giường đút cháo cho bà Hân ăn. Ông Tân đã mất cách đây 1 năm rồi, coi như là giải thoát khỏi kiếp sống vô tri ngây ngốc. Bà Hân thì cũng chẳng khá hơn, vẫn cứ điên điên dại dại. Nhưng có những lúc tỉnh táo, bà sẽ lại hỏi anh: dạo này không thấy thằng Quang qua nhà mình chơi ha? Còn ông Trọng nữa, không thấy qua ăn nhậu uống nước trà gì với cha mày hết á. Dạ, họ bận hết rồi. Có lẽ phải rất lâu chúng ta mới gặp được. Mà chắc gia đình họ vĩnh viễn không muốn gặp lại nhà mình nữa đâu. Huy cầm theo bó nhang và ít hoa quả, lái xe tới nghĩa trang gần bệnh viện đó. Anh thắp nhang hết mộ phần người thân, lại thắp lên cho Lê Quang. Năm ấy, xác của cậu cháy đen được anh gom về chôn. Đã 3 năm rồi, thù hận chung quy chỉ thu về mấy nén nhang. Nói ra cũng thật buồn cười. Huy thấy trời vẫn còn sớm, anh ngồi xuống nơi đó, nhìn tên cắt trên bia mà nói vu vơ: em quả thật đã thắng rồi đó. Anh thua rồi. Nhà anh ai cũng thua rồi. Chung quy lại,
mọi bi kịch của hai gia đình Trần Lê cũng xuất phát từ lòng tham tiền tài. Họ Lê không có tiền tài thì lao đao cực khổ, còn mang thêm lòng uất hận. Họ Trần bất chấp đạo lý có được tiền tài như mong muốn, nhưng sau cùng kết cục cũng chẳng hạnh phúc gì cho cam. Vậy thì tranh giành làm gì? Chẳng phải đến cuối cùng tất cả đều vô nghĩa hay sao? Quý thính giả vừa nghe xong Hồn Sâu Xác Bướm, một sáng tác của Bon. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.